Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 341, ông ta sẽ không tới đâu. Tiêu Chính Văn cau mày, thoạt nhìn đánh giá 8 người này có thực lực không hề thấp, có 2 người đạt thực lực cấp binh vương. Tên giỏi nhất còn là binh vương cấp 2 sao? Thú vị đấy. Bữa tiệc hồng môn yến hôm nay không đơn giản. Đồng thời, vị trí chủ tọa trên bàn tròn là một người đàn ông trung niên vẻ mặt phúc hậu, nở nụ cười như Phật Di Lặc, đang thản nhiên ăn lẩu dê. Đỗ Tình Tuyết ngồi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, khí thế lạnh lùng, trong mắt có vẻ hơi lo lắng. Tiêu Chính Văn liếc nhìn mấy lần, sơ qua thấy được 8 người này, bao gồm cả người đàn ông đang ăn lẩu bên kia, đều không phải người đơn giản. Trong mắt người thường thì những người này có vẻ khó giải quyết. Nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn, họ đều là phù du, hay có thể nói, tất cả đều là cặn bã. Đỗ Tình Tuyết thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện trong phòng bao, vẻ mặt vui mừng, vội vàng đứng bật dậy nói, anh đến rồi, sao chỉ có mình anh vậy? Đỗ Tình Tuyết hơi cạn lời. Vừa nãy rõ ràng cô ta nhắn tin cho Tiêu Chính Văn, bảo anh đưa thêm vài người tới, thế mà tên này lại đến một mình. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, một mình tôi lẽ nào không được sao? Đỗ Tình Tuyết không còn gì để nói, không ngừng chớp mắt nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng anh căn bản không nhìn cô ta, mà đi về phía bàn tròn trước mặt, thản nhiên ngồi xuống. Đỗ Tình Tuyết cũng bất lực, chỉ có thể ngồi xuống theo. Sau đó, Tiêu Chính Văn không khách sáo cầm đũa lên, gắp vài miếng thịt dê nhúng vào nước lẩu rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Đỗ Tình Tuyết sững sờ. Không phải đầu óc của tên này có vấn đề chứ? Cho dù lúc đầu anh ta đánh bại binh vương cấp 3 sao bằng một đòn đi chăng nữa thì cũng không nên vênh váo như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta không biết người đang ngồi trước mặt mình là ai sao? Tiêu Chính Văn, anh điên rồi à? Đỗ Tình Tuyết đá nhẹ một cái dưới gầm bàn, nhỏ giọng nói, anh không biết ông ta là ai à? Tiêu Chính Văn điềm nhiên hỏi, ai? Đỗ Tình Tuyết nghe xong cũng cạn lời, Tiêu Đời rồi. Hôm nay mắc sai lầm lớn rồi. Ông ta chính là đường chủ của Hắc Long Đường thuộc thế lực thế giới ngầm của Tu Hà, Trương Thế Đức. Một trong 4 ông hoàng của thế giới ngầm Tu Hà, Trương Thế Đức, đường chủ thứ 4 của Hắc Long Đường của thế giới ngầm ở Tu Hà. Trên tay ông ta nhuốm không ít máu tươi và mạng người, hành sự độc ác, nham hiểm tàn nhẫn, không màng hậu quả. Nghe nói, ông ta còn bị bắt giam mấy năm, gần đây mới được thả ra, nhưng sau khi ra ngoài, thế lực càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, còn nghe nói, ông ta còn ném thẳng vợ mình xuống sông làm mồi cho cá, chỉ bởi vì vợ ông ta nói chuyện với người đàn ông lạ nhiều hơn mấy câu, kết quả người đàn ông kia cũng bị thiến. Hôm nay Đỗ Tình Tuyết đến đây ăn cơm, hoàn toàn là do một tay tổng giám đốc Lưu Tuấn Phong của tập đoàn Tân Địa sắp xếp. Nói là muốn hợp tác với tập đoàn Đỗ Thị, nhưng đến bây giờ, Đỗ Tình Tuyết vẫn không thấy Lưu Tuấn Phong đâu cả. Lập tức, tâm trạng Đỗ Tình Tuyết trở nên hoảng loạn. Tên Tiêu Chính Văn này nhất định là bị điên rồi, lại dám nghênh ngang ăn cơm với Trương Thế Đức. Nhưng Tiêu Chính Văn cũng chẳng thèm để ý, nghe thấy lời giới thiệu của Đỗ Tình Tuyết, anh vẫn thản nhiên ngồi ăn lẩu như cũ. Anh ngồi đối diện với Trương Thế Đức, ăn no bụng rồi cầm lấy khăn giấy lau miệng, sau đó lại uống một ly rượu vang, ánh mắt sâu xa lộ ra vẻ suy tư. Cậu bạn, có biết trên thế giới này tôi ghét nhất loại người nào không? Ánh mắt Trương Thế Đức u ám lạnh tanh, nhếch mép cười hung tợn, mở lời hỏi. Vậy mà, Tiêu Chính Văn lại gắp vài miếng thịt dê, nhai trong miệng ngạc nhiên hỏi, thịt này không tệ, lần sau tôi sẽ đưa vợ con đến đây thưởng thức. Lập tức, sắc mặt Trương Thế Đức trở nên tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên có người không nể mặt ông ta như vậy. Đỗ Tình Tuyết cũng cuống cuồng cả lên, đôi chân dài thẳng tắp dưới chân bàn nhẹ nhàng đá Tiêu Chính Văn, đồng thời cười nói, Đức gia, thật ngại quá, đây là vệ sĩ của tôi, không hiểu chuyện, mong ông đừng để bụng. Tiêu Chính Văn cau mày, vừa với tay lấy bình rượu, vừa cười nói, Tổng Giám Đốc Đỗ, cô và ông Đức gia này thân nhau lắm sao? Đỗ Tình Tuyết trừng mắt nhìn anh, ý bảo anh đừng nói năng linh tinh. Trương Thế Đức cười ha ha vài tiếng, đứng dậy bước đến phía sau Đỗ Tình Tuyết, hai tay đặt lên vai cô ta, cố ý áp sát lại gần chiếc cổ trắng ngần của cô ta, hít hà mùi thơm, không chút che đậy cười nói, Tổng Giám Đốc Đỗ, không hổ là một đóa hoa của tỉnh, nếu như cô bằng lòng thì tối nay đến phòng của tôi được không? Đỗ Tình Tuyết nghe xong, cơ thể run lẩy bẩy, trong lòng cố kiềm chế nỗi sợ hãi, cười đáp, Đức gia, tôi đến vì chuyện hợp tác làm ăn với Tổng Giám Đốc Lưu,
không biết bao giờ ông ta mới tới. Tổng giám đốc Lưu à, ông ta sẽ không tới đâu, Trương Thế Đức cười nói, tối nay, cô chính là món quà mà Tổng giám đốc Lưu tặng tôi. Nghe thấy vậy, cơ thể Đỗ Tình Tuyết đột nhiên run bần bật, khuôn mặt lạnh như băng. Tiêu Chính Văn ngồi bên cạnh, có thể cảm nhận được sự tức giận và phẫn nộ của cô ta. Đột nhiên, Tiêu Chính Văn đặt đũa xuống, bình tĩnh mở miệng, Tổng giám đốc Đỗ, có cần tôi giúp cô đánh ông ta một trận không? Chương 342, điều động đàn em soạt. Nhiệt độ phòng bao giường như lập tức trở nên lạnh hơn. Sắc mặt Trương Thế Đức cũng trở nên u ám, vô cùng kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra ngoài xã hội, có người dám nói như vậy ngay trước mặt Trương Thế Đức. Trước đây đều là Trương Thế Đức dạy bảo người khác, khiến người khác tan cửa nát nhà. Vậy mà hôm nay lại có một thằng danh con coi thường ông ta như thế, còn lớn tiếng nói muốn đánh ông ta. Mặt Đỗ Tình Tuyết cũng tối sầm lại, hít sâu vào một hơi khí lạnh, đưa mắt nhìn Tiêu Chính Văn rồi nói, anh tự mình giải quyết, đừng để xảy ra án mạng. Nói xong, Đỗ Tình Tuyết đứng dậy, đi thẳng đến bên ô cửa sổ, xoay lưng lại với phòng bao. Cô ta cũng không biết tại sao bản thân lại tin tưởng Tiêu Chính Văn đến thế, có lẽ do khi nãy ở dưới gầm bàn được anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay, điều này khiến cô ta làm thấy rất yên tâm. Trương Thế Đức nhếch mép cười khẩy, mắt trợn tròn vô cùng nham hiểm liếc xéo Tiêu Chính Văn, hắng giọng nói, nhóc con, tôi nghe Tổng Giám Đốc Lưu nói cậu rất lợi hại, hôm nay gặp rồi mới thấy quả nhiên cũng có chút thú vị. Chỉ là tôi không biết cậu ngạo mạn như thế liệu có thể sống sót mà đi ra khỏi căn phòng này được hay không. Khuôn mặt Tiêu Chính Văn không chút biểu cảm, cầm đôi đũa bạc và dao nĩa trong tay, trên người dần dần bộc phát ra khí thế bá đạo lạnh lùng. Anh cau mày, trong đáy mắt lóe lên sát khí bén nhọn, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ ra nụ cười giống như đến từ địa ngục, nói tôi cảm thấy tôi có khả năng đấy, nhưng ông và đám đàn em của mình thì chưa chắc có thể bước ra khỏi căn phòng này đâu. Nói xong, con dao và nĩa bạc trong tay Tiêu Chính Văn liền lóe sáng, nhanh như cắt cắm thẳng vào cánh tay của Trương Thế Đức. Phập, máu bắn tung tóe. Trương Thế Đức vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cánh tay đã truyền đến cảm giác đau đớn, trong nháy mắt đã bị máu tươi nhuốm đỏ. Ông ta ôm lấy tay mình, nhanh chóng lùi lại phía sau, cả gương mặt đã trở nên u ám, phẫn nộ gào lên, mẹ nhà mày. Mày dám ra tay với tao, giết chết hắn cho tao. Băm vằm chân tay của hắn, động tác của Tiêu Chính Văn quá nhanh, đến mức 8 tên đàn em của Trương Thế Đức đang đứng bên trong phòng bao cũng không kịp phản ứng, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn Trương Thế Đức. Đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy đại ca của mình nhếch nhác như vậy. Nhìn sang thanh niên trẻ đang ngồi trên ghế, khí thế mạnh mẽ, tựa như con rồng lớn. Mẹ kiếp, còn ngây ra đấy làm gì? Xông lên cho tao, giết chết hắn, Trương Thế Đức gào lên. Lửa giận ngút trời. Đám vệ sĩ này cũng nhanh chóng phản ứng lại, giơ nắm đấm lên xông về phía Tiêu Chính Văn. Đây rõ ràng là một trò đùa. Đường chủ của Hắc Long Đường bị thương ngay trước mắt bọn chúng. Là do bọn chúng thất trách, nếu sau này truy cứu thì chắc chắn bọn chúng sẽ không thoát tội. Thậm chí còn có thể bị đánh gãy tay gãy chân. Lúc này Tiêu Chính Văn vẫn điềm nhiên ngồi tại chỗ cũ, không chút hoang mang liếc mắt nhìn cả đám người đang xông về phía mình. Một gã đàn ông vạm vỡ trong số đó đã lao đến ngay sát, giơ nắm đấm mang theo uy thế khủng khiếp nhắm thẳng vào mặt Tiêu Chính Văn. Nhưng, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, dễ dàng tóm lấy nắm đấm to lớn kia, sau đó khẽ dùng lực, rắc vài tiếng, thế là chỉ còn lại tiếng kêu như heo bị chọc tiết của tên vệ sĩ. Cánh tay của tên đó đã bị bẻ gãy, hắn đau đớn nằm lăn lộn dưới đất. Một giây sau, Tiêu Chính Văn lại tiếp tục ra tay, mạnh mẽ vô biên. Nhanh như sét đánh, tên vệ sĩ thứ hai xông đến, vẫn chưa kịp nhìn rõ trước mắt xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mặt mũi tối sầm lại, rắc một tiếng. Tên thứ ba, gãy bả vai, tên thứ tư, gãy bả vai, tên thứ năm. 8 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng nằm la liệt dưới đất chỉ trong nháy mắt, kêu gào lăn lộn thảm thiết. Tất cả xảy ra quá đột ngột. Từ đầu tới cuối không mất đến nửa phút. Ngay cả 2 tên vệ sĩ cấp binh vương cũng bị đánh gãy tay chỉ trong chốc lát, đồng thời bị đá văng ra ngoài, đập vào một dãy ghế, đau đớn không thôi. Sắc mặt Trương Thế Đức trở nên u ám, khóe mắt híp lại, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn, đây là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ như thế từ trên cơ thể một con người, một loại uy hiếp chết chóc cứ thế nảy sinh.
Ông ta liều mạng gào lên, mẹ nó, mày có biết tao là ai không? Tao là đường chủ của Hắc Long Đường, mày dám ra tay với người của tao, mày, ông ta vẫn chưa nói xong, Tiêu Chính Văn đã xoay người lại, ánh mắt ghê rợn, thoát cái đã đứng trước mặt ông ta, tóm chặt lấy cổ rồi nhấc bổng cả người ông ta lên. Tôi hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu xem ông là ai. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết, tôi là vệ sĩ thân cận của Tổng Giám Đốc Đỗ, sự an toàn của cô ấy chính là trách nhiệm của tôi. Nếu ông dám có ý đồ xấu với Tổng Giám Đốc Đỗ thì xin lỗi nhé, tôi không ngại giết ông ngay bây giờ luôn đâu. Bên trong giọng nói của Tiêu Chính Văn còn mang theo sát khí lạnh tanh, dù là kẻ đã lăn lộn mười mấy năm cuộc đời như Trương Thế Đức, lúc này cũng cảm thấy ớn lạnh đến thấu xương. Đây chính là hơi thở của chết chóc. Ông ta run lẩy bẩy, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, căn bản không thể thở nổi. Bịch một tiếng, Tiêu Chính Văn thả tay ra, Trương Thế Đức ngã xuống đất, ôm lấy cổ mình, ho dữ dội. Cút, nếu như để tôi nhìn thấy các người thêm lần nữa thì tôi sẽ vặn cổ hết cả lũ. Tiêu Chính Văn gầm lên, anh biết đối phó với loại người như này thì buộc phải khiến bọn chúng hoàn toàn kinh sợ, nếu không bọn chúng sẽ không chịu để yên. Được, mày giỏi lắm, bọn tao đi. Trương Thế Đức ôm lấy cánh tay máu me be bét, vô cùng phẫn nộ và oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, dường như muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt này. Sau đó, 9 người bọn chúng giống như chó nhà có tang, hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi phòng bao. Tổng Giám Đốc Đỗ, giải quyết như vậy, cô có hài lòng không? Tiêu Chính Văn nhún vai hỏi. Lúc này Đỗ Tình Tuyết mới quay đầu lại, gương mặt mang theo sự vui mừng và nhẹ nhõm, nhưng vẫn hơi lo lắng cất lời, anh làm như thế là đã đắc tội với Trương Thế Đức rồi, bọn họ nhất định sẽ không chịu bỏ qua đâu. Tiêu Chính Văn bình thản bật cười, nói, không sao, có tôi ở đây. Nghe vậy, Đỗ Tình Tuyết sững sờ, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, trong lòng chợt có một cảm giác an toàn và ấm áp không gì diễn tả nổi, người đàn ông này sao lại khiến mình mê đắm đến vậy chứ? Không không không, anh ấy đã kết hôn rồi. Anh ấy có vợ và con rồi. Đỗ Tình Tuyết, mày đang nghĩ linh tinh cái gì thế? Đỗ Tình Tuyết dứt khoát làm ra vẻ cao ngạo liếc nhìn Tiêu Chính Văn, giẫm trên đôi giày cao gót, vóc dáng yêu kiều quyến rũ quay đi, bước ra khỏi phòng bao. Tiêu Chính Văn cũng nghi hoặc gãi đầu rồi bước nhanh theo sau. Mà lúc này, đám người Trương Thế Đức đang đứng ở cửa lớn khách sạn Hoàng Triều, khắp người be bét máu, trông rất thê thảm. Ông ta là đường chủ của Hắc Long Đường, tổ chức có thế lực đứng thứ tư trong thế giới ngầm Tu Hà đấy. Vậy mà lại bị người ta đánh bị thương ra nông nỗi này. Ông ta nhìn chằm chằm vào cửa chính khách sạn Hoàng Triều bằng ánh mắt cay độc, phẫn nộ gào mồm lên, lập tức triệu tập người tới cho tao. Tối nay tao phải san phẳng chỗ này, đặc biệt là cái tên Tiêu Chính Văn kia, tao nhất định phải tự mình giết chết hắn. Vâng, thưa Đức gia. Nghe Trương Thế Đức nói vậy, mấy tên đàn em bên cạnh ông ta đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức bấm một dãy số điện thoại. Chương 343, hừng hực khí thế. Cùng lúc này, một chiếc xe thương vụ màu trắng đột nhiên dừng lại trước cửa chính khách sạn. Một người đàn ông trung niên mập mạp bước từ trên xe xuống, miệng ngậm điếu xì gà, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Đây chính là Tổng Giám Đốc Lưu Tuấn Phong của Tập đoàn Tân Địa. Lúc này, ông ta nhìn thấy cả người Trương Thế Đức be bét đầy máu. Dáng vẻ thảm hại như thế cũng vô cùng ngạc nhiên. Đức gia, ông bị sao thế này? Sao lại thành ra như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Tuấn Phong kinh ngạc nhìn cánh tay nhuốm đầy máu tươi của Đức gia, 8 tên vệ sĩ bên cạnh cũng đều gãy tay, vẻ mặt vô cùng khốn khổ. Ngay lập tức, trong lòng ông ta chợt dấy lên một cảm giác bất an mạnh mẽ. Đỗ Tình Tuyết này lại hung hăng như thế. Ngay cả Đức gia của Tu Hà cũng dám ra tay. Sự việc nằm ngoài dữ liệu rồi đây. Lưu Tuấn Phong, mẹ kiếp, ông bày ra cho tôi cái bữa cơm này là có ý gì? Báo hại ông đây bị người ta đâm thủng tay. Trương Thế Đức phẫn nộ gào lên với Lưu Tuấn Phong. Cái gì, ông bị người ta đâm sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lưu Tuấn Phong hít sâu vào một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng, đương nhiên ông ta hiểu rõ câu này của Đức gia là có ý gì. Lập tức gào lên, mẹ kiếp, đứa nào mà lại to gan như vậy, dám làm Đức gia bị thương. Hắn không muốn sống nữa sao? Là cái con danh Đỗ Tình Tuyết kia sao? Nhưng cô ta chỉ là người phụ nữ yếu ớt, còn có thể là ai nữa chứ? Chính là tên vệ sĩ bên cạnh Đỗ Tình Tuyết.
là tên Tiêu Chính Văn mà ông muốn tôi xử lý. Mẹ kiếp, hôm nay ông đây phải băm vằm hắn ra, để cho tất cả mọi người nhìn thấy kết cục của việc động đến Trương Thế Đức tôi là gì. Lúc này Trương Thế Đức đã tức đến mức sắp phát điên, giống như một con sư tử mất đi lãnh thổ của mình, ánh mắt đỏ ngầu căm phẫn. Chẳng mấy chốc, đám đàn em Hắc Long Đường đã bao vây chật kín xung quanh khách sạn Hoàng Triều. Vẫn còn rất nhiều người đang trên đường đến. Trước mắt đã có 100 người tập trung trước cửa. Đây chính là thế lực của Hắc Long Đường, một tiếng hô vang cả trăm đàn em hưởng ứng. Lưu Tuấn Phong nhìn thấy cảnh tượng này cũng run rẩy, đồng thời cũng thầm cười lớn trong lòng. Không ngờ chẳng cần bỏ ra chút công sức nào. Căn bản không cần đến mình ra tay. Lần trước tên Tiêu Chính Văn này làm hỏng chuyện tốt của mình ở thôn Tiểu Nam, Lưu Tuấn Phong cho người đi điều tra mới biết tên bảo vệ bên cạnh Đỗ Tình Tuyết cũng chỉ là một thằng vô dụng thích ăn bám, chẳng có gì đáng bận tâm. Vậy nên, hôm nay ông ta đặc biệt sắp xếp bữa cơm này vì muốn tặng Đỗ Tình Tuyết cho Trương Thế Đức, như vậy có thể trói được Trương Thế Đức vào cùng một ruột với mình, sau này chuyện làm ăn cũng được thuận lợi hơn. Đồng thời, cũng có thể tận dụng cơ hội này để dạy cho Tiêu Chính Văn một bài học. Vốn dĩ Lưu Tuấn Phong chỉ muốn dạy dỗ một chút, không ngờ tên Tiêu Chính Văn này đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đần độn đến độ đắc tội cả với Trương Thế Đức. Chắc chắn chỉ có đường chết. Lúc Trương Thế Đức đang tập hợp 100 anh em đứng trước cửa lớn dặn dò thì có hai bóng người chậm rãi bước ra từ cửa khách sạn. Đỗ Tình Tuyết vừa mới ra khỏi cửa chính đã nhìn thấy một biển người mặc toàn đồ đen đang bao vây chật kín quảng trường nhỏ trước cửa khách sạn. Tiêu Chính Văn đi theo sau lưng cô ta, thấy cô ta sững sờ liền hỏi, sao thế Tổng Giám Đốc Đỗ? Nhưng ngay sau đó Tiêu Chính Văn đã phát giác ra mùi sát khí quanh quẩn trong không trung, anh nhướng mày nhìn 100 người đang đứng trước cửa, toàn bộ đều mang theo côn thép và dao phay. Trương Thế Đức đứng trước cửa, mặc dù nhìn dáng vẻ vô cùng nhếch nhác, cánh tay cũng tạm thời được băng bó lại, nhưng trong ánh mắt lại nghi ngút lửa giận. Không chỉ có ông ta, 100 tên đàn em đứng bên cạnh ông ta cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn và Đỗ Tình Tuyết, trông như những con dã thú đang đói bụng chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hai người bọn họ ngay tức khắc. Mà Lưu Tuấn Phong đứng phía sau đám người này là kẻ đầu tiên nhìn thấy Đỗ Tình Tuyết và Tiêu Chính Văn bước ra khỏi khách sạn. Khóe miệng ông ta nhếch lên, lộ ra nụ cười khẩy, vội vàng chạy đến bên cạnh Trương Thế Đức rồi thì thầm vào tai ông ta một câu, Đức gia, nhất định phải giết bằng được tên này. Nhưng người phụ nữ bên cạnh ông ta thì vẫn cần phải nương tay. Dù sao cô ta cũng là tiểu thư của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh, nếu xảy ra chuyện gì thì ông và tôi đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Đỗ Thị. Có điều, nếu như trói Đỗ Tình Tuyết lại rồi giam lỏng cô ta, biến cô ta trở thành vật sở hữu của ông và tôi thì, ha ha, trong mắt Trương Thế Đức ngập tràn vẻ ác độc, ông ta nhìn Lưu Tuấn Phong rồi khịt mũi đầy khinh thường. Sau đó, ông ta chỉ vào cánh tay bị thương của mình, xa sầm mặt mày gào lên, trên cái đất Tu Hà này, từ xưa tới nay chưa từng xảy ra chuyện giống như ngày hôm nay. Đây rõ ràng là đã vả thẳng vào mặt Hắc Long Đường. Không cần Tổng Giám Đốc Lưu nhiều lời, tôi tự biết phải làm thế nào. Nếu hôm nay không chặt đứt chân tay của tên này rồi vứt ra sông cho cá ăn thì sau này chẳng phải người ta đều có thể tùy tiện dẫm đạp lên thể diện của Hắc Long Đường hay sao? Tiêu Chính Văn đứng một bên, liếc mắt nhìn một lượt với vẻ mặt thờ ơ, đếm kỹ số người, ước chừng khoảng 100 tên. Còn có mười mấy chiếc xe tải. Mỗi một tên côn đồ đều là dân xã hội hung ác, trên cánh tay và cổ còn có không ít hình xăm. Hung khí trong tay đám côn đồ này sáng loáng, thật sự đủ để dọa người. Trên mảnh đất Thu Hà đã rất lâu không xuất hiện khung cảnh chém giết của thế lực ngầm như thế này, vậy nên những người dân xung quanh khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều vội vàng chạy trốn, sợ rước họa vào thân. Đây đều là đám côn đồ dưới trướng Hắc Long Đường. Là một lũ liều mạng, hung khí trong tay bọn chúng đều đã nhuốm máu không ít người. Nghe Trương Thế Đức nói vậy, nụ cười nham hiểm trên mặt Lưu Tuấn Phong càng thêm sâu, chỉ có điều nụ cười này cũng chỉ là thoáng qua. Ánh mắt Trương Thế Đức lạnh tanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chính Văn đang ung dung đứng trước mặt mình, sự ác độc lướt qua trong đáy mắt, ông ta gào lên các anh em. Mọi người đều biết phải làm thế nào rồi. Hôm nay... có kẻ to gan dám gây hấn với Hắc Long Đường tôi. Dựa theo quy tắc làm việc của Hắc Long Đường chúng ta, trước tiên phải chặt đứt tay chân của hắn, sau đó ném xuống sống làm mồi cho cá ăn. Riêng người phụ nữ kia thì vẫn còn dùng đến, tạm thời bắt cô ta lại, đến lúc đó các anh em cùng nhau hưởng thụ.
Trên mặt Trương Thế Đức ngập tràn vẻ phẫn nộ và dâm đãng, dường như không hề lo lắng rằng tiếp theo sẽ xảy ra bất kỳ sai sót gì. Suy cho cùng, ông ta cũng có hơn trăm anh em ở đây. Dù cho ban nãy trong phòng bao, Tiêu Chính Văn đã thể hiện chút bản lĩnh và khí thế không tầm thường, nhưng vậy thì đã sao chứ? Đối diện với nhiều đàn em của mình như vậy, Tiêu Chính Văn còn có thể biến thành Tôn Ngộ Không để thoát khỏi lòng bàn tay mình hay sao? Tiêu Chính Văn tỏ vẻ bất lực. Rõ ràng từ đầu tới cuối đều do những kẻ đối diện gây hấn, đến cuối cùng lại thành lỗi của anh. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Đỗ Tình Tuyết đã bị dọa đến mức run lẩy bẩy ra sau lưng, khẽ vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy của cô ta, ghé sát tai rồi nhỏ giọng nói, Tổng Giám Đốc Đỗ, hay là cô vào trong ngồi trước đi. Tôi sẽ xử lý xong ngay thôi. Đỗ Tình Tuyết run lên, quay đầu, ánh mắt kinh ngạc và lo lắng nhìn Tiêu Chính Văn, túm lấy cánh tay anh, sốt ruột hét lên, anh muốn làm gì? Bọn chúng nhiều người như vậy, anh mà cứ thế xông ra thì chỉ có chết. Bây giờ tôi sẽ đi báo cảnh sát, chúng ta vào trong trốn trước đã. Giữa ban ngày ban mặt, bọn chúng lại dám hành hung trên đường hay sao? Chương 344, Quyền Vương Tai Ca. Tiêu Chính Văn lắc đầu, nhìn Đỗ Tình Tuyết bằng ánh mắt kiên định, nói Tổng Giám Đốc Đỗ, cô cứ yên tâm, đám tôm tép hôi thối này không làm hại tôi được đâu. Cô vào trong ngồi đi, lát nữa tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây. Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn lấy điện thoại ra gửi địa chỉ cho Long Nhất. Vẻ mặt Đỗ Tình Tuyết vô cùng căng thẳng, mắt long lanh ngấn nước. Giờ phút này, cô ta không biết mình nên làm gì, nhưng cô ta biết mình có thể tin tưởng vào Tiêu Chính Văn, giống như trong phòng bao lúc nãy. Cô ta đột nhiên lấy hết can đảm, nắm chặt tay Tiêu Chính Văn, nói cẩn thận nhé, tôi đợi anh. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, cho dù phải huy động cả tập đoàn Đỗ Thị thì tôi cũng sẽ không tha cho bọn họ đâu. Tiêu Chính Văn sững sờ, nhìn bàn tay nhỏ bé của Đỗ Tình Tuyết nắm chặt tay mình. Ôi, cái nắm tay này có vẻ như mình không trong sạch nữa rồi. Nếu Khương Vi Nhan biết chuyện này, thì sẽ thế nào đây? Thế nhưng, Tiêu Chính Văn có thể cảm nhận được, lúc này trong lòng Đỗ Tình Tuyết sợ hãi đến mức nào, bởi vì bàn tay cô ta lạnh cóng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Yên tâm đi Tổng Giám Đốc Đỗ, tôi không sao đâu, Tiêu Chính Văn khẽ cười trấn an cô ta. Lưu Tuấn Phong nhìn thấy cảnh tượng này liền vô cùng tức giận, thầm gào thét trong lòng. Mẹ nó, đồ đàn bà rẻ tiền. Ông đây mời cô ăn tối bao nhiêu lần, cô đều từ chối. Kết quả là bây giờ cô lại đong đưa óng ẹo với một tên vệ sĩ hôi hám. Còn là một tên vô dụng ăn bám nhà vợ. Trong lòng Lưu Tuấn Phong vô cùng phẫn nộ, nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Đỗ Tình Tuyết lúc này lại vô cùng yêu kiều, trong lòng ông ta vừa si mê vừa khó chịu. Tại sao chứ? Một người phụ nữ như vậy thật hấp dẫn. Vậy mà bây giờ trong mắt cô ta chỉ có tên vô dụng kia. Đôi nam nữ chó má, để xem lát nữa các người còn tán tỉnh nhau thế nào. Đỗ Tình Tuyết, đêm nay, ông đây nhất định phải có được cô, trà đạp cô ở trên giường. Khiến cô phải quỳ dưới háng ông đây cầu xin. Trong lòng Lưu Tuấn Phong gào thét. Lúc này Trương Thế Đức hất tay ra hiệu, gào lớn, lên cho tao, chặt hết chân tay của hắn. Hôm nay ai dám cản đường Hắc Long Đường thì đánh đến tàn phế cho tao. Trương Thế Đức quát lớn, mấy trăm anh em Hắc Long Đường phía sau liền xông lên như hổ đói lao vào kiếm ăn, gào thét, vung dao về phía Tiêu Chính Văn đang đứng một mình ở cửa. Trương Thế Đức hoàn toàn không lo lắng sẽ gây ra chuyện gì. Cho dù lính tuần tra tới cũng không sao, bởi vì sau lưng đã có người giải quyết vấn đề. Chỉ cần không để lại chứng cứ thì tất cả mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết. Đây chính là sự tự tin của Trương Thế Đức khi giải quyết mọi chuyện. Một vài người chết cũng không có vấn đề gì. Dù sao mỗi ngày ở Tu Hà đều có người mất tích, đến lúc đó chỉ cần tìm vài người ăn xin trên đường, đánh cho một trận, bắt gánh tội thay là được. Trương Thế Đức xử lý mấy chuyện này đã quá quen rồi. Lúc này, Lưu Tuấn Phong ghé vào tai Trương Thế Đức, giả bộ thản nhiên nói, Đức gia, ở Tu Hà này, người dám ra tay với ông đúng là chán sống rồi. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy, nhất định sẽ từ từ tra tấn hắn đến lúc chết. Trương Thế Đức nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lưu Tuấn Phong, thích thú hỏi, Tổng Giám Đốc Lưu, ông có ý gì? Lưu Tuấn Phong vội vàng cười nói, Đức gia, bữa tối hôm nay tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện không hay,
tên Tiêu Chính Văn đáng chết kia lại dám to gan ra tay với Đức Gia. Đức Gia, hay là tôi dùng 2 triệu tệ để mua lại mạng chó của Tiêu Chính Văn, ông giao hắn cho tôi xử lý đi, tôi đảm bảo sẽ khiến ông vừa ý, còn có thể giúp ông giải quyết một chuyện phiền phức. 2 triệu tệ. Cuộc làm ăn này không tệ, kiếm được cũng khá. Trương Thế Đức là người có tiếng trong thế giới ngầm, đồng thời cũng là thương nhân, đương nhiên hiểu được mạng sống của một tên vệ sĩ không đáng 2 triệu tệ. Hơn nữa, sau này còn phải tự giải quyết chuyện này thì cũng hơi phiền phức. Tốt nhất là giao cho Lưu Tuấn Phong giải quyết. Ông ta khẽ cười, vỗ vai Lưu Tuấn Phong, nói, nếu Tổng Giám Đốc Lưu đã nói vậy thì sao tôi có thể không đồng ý chứ? Cứ quyết định vậy đi, 2 triệu tệ, mạng của Tiêu Chính Văn giao cho ông đấy. Lưu Tuấn Phong vội vàng gật đầu, cúi người cảm ơn, ghé sát vào tai Trương Thế Đức lẩm bẩm, Đức Gia, thực ra đêm nay tôi còn dẫn theo một cao thủ tới, muốn thể hiện cho Đức Gia xem thử, cũng coi như đề phòng bất trắc. Trương Thế Đức nghe xong sắc mặt liền trở nên u ám, cười nhạo nói, Tổng Giám Đốc Lưu, ông không tin tôi sao? Lẽ nào nhiều anh em của tôi như vậy cũng không đối phó nổi một tên vệ sĩ à? Không không không, Đức Gia hiểu lầm rồi. Tôi vốn định giới thiệu người này cho ông. Người này là cao thủ thực sự, là người nước ngoài muốn làm việc cho Đức Gia. Lưu Tuấn Phong vội vàng giải thích, thuận tay chỉ vào chiếc xe của mình. Ở phía sau xe là một người đàn ông luôn đội mũ lưỡi chai, nửa bên mặt có hình xăm con bọ cạp màu xanh, khóe miệng còn có một vết sẹo dài, trông vô cùng kỳ dị và đáng sợ. Chỉ nhìn nửa bên mặt thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ớn lạnh và áp lực khủng khiếp. Đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh kia luôn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn đang đứng ở cửa, có vẻ như rất hứng thú. Đây có lẽ là sự đồng cảm của kẻ mạnh. Người này là ai? Sao nhìn còn khí thế hơn cả Tổng Giám Đốc Lưu thế? Sắc mặt Trương Thế Đức rất khó coi, khinh thường nói. Lưu Tuấn Phong vội vàng cười tươi, tự hào đáp Quyền Vương Tai Ca. Cái gì, Quyền Vương Tai Ca? Trương Thế Đức nghe thấy cái tên này cả người liền run rẩy, vẻ mặt kinh hãi, giọng điệu nâng cao. Lưu Tuấn Phong dường như đã sớm đoán ra được Trương Thế Đức sẽ phản ứng như vậy, bình tĩnh mỉm cười nói, đúng vậy, đây chính là Quyền Vương Tai Ca. Tội phạm truy nã của 5 nước, bất bại trong 100 trận đấu, bởi vì bị nhiều nước truy nã, cần tìm chỗ sống cho nên đến nương tựa vào tôi. Nhưng tôi nghĩ, Tai Ca này đi theo nhân vật lớn như Đức Gia thì sẽ phù hợp hơn, vì vậy, tôi cố ý đưa hắn tới đây giới thiệu cho ông. Trương Thế Đức là ông trùm thế giới ngầm, đương nhiên biết rõ sức mạnh của Quyền Vương Tai Ca. Đây là cao thủ bậc nhất. Khét tiếng tàn nhẫn. Trong đấu trường quyền anh ngầm, đã có uy danh rất cao. Từng tạo ra huyền thoại trong giới hắc quyền. Hắc quyền ở thế giới ngầm là trận đấu sinh tử liều mạng. Không có quy tắc, chỉ cần hạ gục được đối phương là thắng. Hơn nữa, Tai Ca này được người khác vô cùng kính trọng trong thế giới ngầm. Từng được một ông chủ lớn ngỏ ý muốn mua Tai Ca với giá 10 triệu tệ, nhưng Tai Ca đã đến tận cửa và thẳng tay giết chết ông ta. Một nhà 60 người, bao gồm cả người giúp việc cũng bị giết sạch trong một đêm. Tổng Giám Đốc Lưu, không ngờ ông còn có nguồn lực mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt Trương Thế Đức hiện lên vẻ phấn kích. Bây giờ ông ta rất muốn có được Tai Ca, bởi vì có được Tai Ca rồi thì có lẽ vị trí đứng đầu trong thế giới ngầm ở Tu Hà sẽ thuộc về ông ta. Chương 345, dám bước lên một bước, giết không tha. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn đối mặt với 100 tên khí thế hừng hực, chúng đều mang theo dao phay và gậy sắt. Nhìn thế trận này, nếu bị chúng chém chúng, mỗi người một dao cũng sẽ nát như cá xào cải chua. Lúc này bảo vệ khách sạn lao vào ngăn cản mấy tên côn đồ đó cũng bị chúng chém ngay lập tức, cả người đầy máu, không rõ sống chết. Một khi thấy máu, mấy tên đàn em của Hắc Long Đường này trở nên cực kỳ khát máu cứ như được tiêm chất kích thích, bọn chúng hét lên lao đến chỗ Tiêu Chính Văn. Đối với bọn chúng mà nói, một mình Tiêu Chính Văn đủ để chúng giết chết chưa đầy 2 giây. Trong lúc bất lực, Đỗ Tình Tuyết chỉ đành xoay người chạy vào khách sạn, đồng thời không ngừng lấy điện thoại báo cảnh sát. Ngoài cửa, Tiêu Chính Văn bình tĩnh bước về trước một bước, khoảnh khắc đó, người anh bỗng toát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ và bức người. Hơi thở bình thản ngày thường bỗng trở nên cực kỳ sắc bén và ác liệt. Lúc này cả người anh toát ra sát khí ngùn ngụt hệt như tu la trên chiến trường. Sát khí này vô cùng kinh người, trong vòng 5 mét chẳng ai dám đến gần nửa bước.
Lúc này sắc mặt của Quyền Vương đang ngồi trong xe cũng đanh lại, lẩm bẩm bằng tiếng Hoa Quốc bập bẹ thật có uy lực. Không ngờ một nơi nhỏ bé như Tu Hà lại có một cao thủ như vậy. Ít nhất cũng ở tầm binh vương cấp 4 sao. Ha ha, nhưng vẫn không đáng để tôi ra tay. Tiếng nổ cực vang, giết. Hai mắt Tiêu Chính Văn lạnh như băng, anh chỉ lạnh nhạt nói một chữ khiến mấy chục tên côn đồ trước mặt run lên, ngây người tại chỗ. Ngay sau đó, bóng dáng Tiêu Chính Văn đột nhiên biến mất trước tầm mắt của chúng. Xoẹt. Tất cả mọi người đều nghe thấy một âm thanh cực kỳ rõ ràng, sắc bén trước cửa khách sạn huyên náo. Một tên côn đồ cúi đầu xuống, trợn trừng nhìn một cánh tay của mình bị chặt đứt cả vai, máu chảy ra như suối. Khoảng hơn mười mấy cánh tay cầm dao khác cũng đang run rẩy rơi trên mặt đất. Mùi máu tươi sộc thẳng lên mũi, tỏa ra trong không khí. Tiêu Chính Văn chỉ thuận tay vớ được một con dao phay, chém đứt cánh tay của mười mấy tên côn đồ ngay trước mặt. Động tác dứt khoát, nhanh gọn. Tiêu Chính Văn cầm con dao trên tay, máu văng lên người anh, đôi mắt đỏ ngầu như tu la tắm máu. Anh cứ bình thản đứng trước cửa khách sạn khinh thường liếc xéo 100 tên côn đồ trước mặt, không hề sợ hãi như một vị tướng quân bất khả chiến bại. Dám tiến lên một bước, giết không tha. Đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp như lời nguyền của Tiêu Chính Văn khiến người khác cực kỳ sợ hãi, kết hợp với cảnh tượng đẫm máu làm chấn động toàn hiện trường. Câu này của Tiêu Chính Văn tuy giọng khá trầm thấp nhưng khí thế vững vàng như sấm rền. Trước khách sạn đột nhiên nổ tung, tiếng nổ vang lên bên tai 100 tên côn đồ. Dường như chỉ trong thoáng chốc, mấy tên côn đồ cầm dao muốn bước lên trước đều bị tiếng nổ làm cho chấn động. Người đàn ông này là ác quỷ à? Tốc độ này quá nhanh. Thực lực cũng cực kỳ mạnh, chỉ một dao. Chỉ một dao thôi. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào khác đã chặt đứt cánh tay của mười mấy tên. Đàn ông là người hiếu thắng, nhất là lúc bị máu kích thích. Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, 100 tên côn đồ tức giận hét lên. Chúng không hề sợ hãi. Chúng đều là người đã trải qua phong ba bão táp, có cảnh tượng nào mà chưa từng thấy chứ. Hơn nữa chúng có nhiều anh em như vậy, không tin không giết được một người. Giết, giết hắn. Ngông cuồng thật. Chém chết hắn, báo thù cho anh em chúng ta. Mẹ kiếp, xông lên. Trong phút chốc, đám côn đồ lại lao về phía Tiêu Chính Văn, hoàn toàn không hề lo sợ lời nói gây chấn động vừa nãy của anh. Tiêu Chính Văn nhếch lên nụ cười khẩy, anh giơ tay lên, vung dao trước chém ngã mấy tên côn đồ lao đến. Đỗ Tình Tuyết đứng sau cánh cửa xoay của khách sạn nhìn người đàn ông tay cầm con dao phay dính đầy máu, ánh mắt sáng ngời lúc này đã bị sương che phủ. Cô ta rất khó bình tĩnh lại. Gương mặt đầy nước mắt có cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Cả đời này của cô ta sẽ không quên cảnh tượng trước mắt này. Tiêu Chính Văn, kiên trì nhé. Tôi sẽ không để anh phải chết, sẽ không đâu. Nếu có thể sống sót qua mối nguy hiểm lần này, tôi nhất định phải nói cho anh biết tôi thích anh. Đỗ Tình Tuyết bất lực bật khóc, cố gắng tìm người giúp đỡ. Bỗng nhiên, bóng dáng Tiêu Chính Văn biến mất, cong người xuống lao ra ngoài. Tay cầm dao phay, chỉ dựa vào sức của mình anh mà chém ngã hết toàn bộ mười mấy người trước mặt, tạo thành một đường máu. Thân hình anh giống như một con báo linh hoạt, đi đến đâu cũng có bóng người ngã xuống, còn vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Tiêu Chính Văn lấy mình làm mục tiêu để di chuyển toàn bộ mấy tên côn đồ của Hắc Long Đường đến khu đất rộng rãi khác. Đỗ Tình Tuyết vô cùng thông minh sao lại không hiểu được ý của Tiêu Chính Văn chứ? Chỉ là lúc nhìn thấy cả người Tiêu Chính Văn dính đầy máu, tim cô ta chợt thắt lại. Tại sao người đàn ông thô lỗ này lại hy sinh bản thân, Đức gia đã nói rồi, thưởng 1 triệu tệ. Giết! Cũng không biết ai đã hô lên câu này, trong thoáng chốc 6-7 tên côn đồ còn lại đều đỏ mắt gào thét lao về phía Tiêu Chính Văn. Chúng lao đến cuồn cuộn như lốc xoáy. Có lẽ cảnh tượng này chỉ có thể thấy trong phim Cảng Biển vào những năm 90. Một người đấu với 100 người. Trừ khi là cao thủ hàng đầu, nếu không có cánh cũng khó mà thoát. Nếu là cao thủ như Quyền Vương thì mấy tên côn đồ này chẳng là gì cả. Tuy nhiên bây giờ người này là Tiêu Chính Văn, một vệ sĩ bình thường, không ai tin anh sẽ xông ra đánh. Nhưng thực tế thì lúc này Tiêu Chính Văn giống như thần chết khát máu, đâm bên này giết bên kia trong vòng vây của mười mấy người, hoàn toàn như đi vào cảnh giới không người. Nhất là sau khi đi khỏi cửa khách sạn chuyển đến khu vực rộng rãi. Tiêu Chính Văn giết người cũng càng tàn nhẫn hơn.
Tốc độ của anh quả thật cực kỳ nhanh. Động tác vô cùng dứt khoát, mọi thứ đều đơn giản như vậy, một dao chém một người, dễ dàng đến mức chấn động lòng người. Trước sự phẫn nộ của đám đông, Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi lao thẳng vào nơi đông người nhất. Tay anh cầm con dao lóe lên một tia sáng chói lóa, nhúm máu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Anh hơi xoay người, dao phay chém vào 7-8 người. Sau đó anh nhảy lên cao, con dao dài trong tay bắn ra đâm vào đầu vai một tên côn đồ tạo ra một vệt máu lớn, tên côn đồ cũng ngã xuống vũng máu. Sau khi Tiêu Chính Văn tiếp đất, anh lại giơ cao chân lên đá văng vài người đang lao đến, hai tay giật lấy dao từ tay chúng. Chỉ đơn giản mấy chiêu, đám côn đồ bên cạnh anh đã ngã xuống gần hết. Cảnh tượng vô cùng bi thảm. Mùi máu tỏa ra trong không khí, cực kỳ ghê rợn. Chúng nằm mơ cũng không ngờ lại có ngày, chúng sẽ bị người khác chém ngã dễ dàng như vậy. Thậm chí chúng còn không nhìn rõ đối phương đã ra tay thế nào, chỉ thấy có một bóng đen xoẹt qua trước mắt lẫn vào đó là vệt sáng màu bạc. Sau đó chúng mất đi cánh tay rồi ngã xuống vũng máu. Hơn 30 tên còn lại đang vây quanh Tiêu Chính Văn đều tỏ ra rất kinh hãi. Trên người chúng be bét máu, nhưng không phải là máu của Tiêu Chính Văn mà đều là máu của mấy anh em mình. Đám côn đồ cũng không dám bước tới nửa bước. Chúng sợ thật rồi. Nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Người đàn ông là ác quỷ, là Tu La. Võ công và thực lực này một trời một vực với chúng. Chúng không ngờ mình lại bị người ta chém ngã, thậm chí còn không nhìn rõ đối phương đã ra tay thế nào, chỉ thấy một vệt sáng màu bạc lóe lên, chúng đã mất đi cánh tay. Chỉ một cuộc chạm trán mà anh em Hắc Long Đường đã tổn thất hơn một nửa. Lúc này sự tự tin của chúng đã bị Tiêu Chính Văn đánh bại. Tôi đã nói rồi, dám bước lên một bước, giết không tha. Tiêu Chính Văn cầm con dao dính đầy máu, tỏa ra sát khí đi từng bước đến trước mặt chúng. Chương 346, tôi đưa cô ra ngoài. Lúc này, mấy tên côn đồ của Hắc Long Đường chặn trước mặt Tiêu Chính Văn chỉ đành lùi từng bước về sau dưới uy lực bức người của anh. Mặc dù lúc nãy chúng có rất nhiều người, sát khí ngút trời. Nhưng lúc này, hiện trường rất hỗn loạn. 100 người chỉ còn lại 3-40 người. Sát khí trên người mấy người này cộng lại cũng không mạnh bằng sát khí trong mắt Tiêu Chính Văn. Khí thế đáng sợ bùng lên như có hàng ngàn quân binh vạn mã đủ để bao trùm hiện trường khiến trời đất nổ tung. Cút, nếu không, giết. Tiêu Chính Văn nói một câu ngắn gọn nhưng uy thế bức người. Bốn chữ ngắn gọn cuồn cuộn như sấm rền vang lên bên tai mọi người. Nhưng đám côn đồ này không dám lui. Vì cách phía sau chúng không xa là Trương Thế Đức, nếu thua cũng sẽ chết. Thấy không ai lui nữa, Tiêu Chính Văn nhíu mày, khóe miệng nhếch lên nụ cười hệt như Tu La. Nếu các người không rút lui, vậy tôi giết đến khi các người muốn lùi cũng không được. Một câu chứa đầy sát khí ngút trời. Ngay sau đó, con dao trong tay Tiêu Chính Văn biến thành một luồng ánh sáng bắn phát đâm vào ngực một gã cao lớn dẫn đầu. Khoảnh khắc đâm xuyên qua đó, máu chảy ra ồ ạt. Cả con dao phay còn cắm trên ngực gã đó, mũi dao đâm xuyên qua cơ thể không ngừng rỉ máu, thật sự rất thê thảm. Chỉ trong chốc lát, máu không ngừng tuôn ra từ miệng gã đó, cả người không hề phát ra tiếng rên rỉ nào ngã phịch xuống đất. Trong tích tắc, cả hiện trường đều im bặt. Cách thức này chúng chưa từng nghe cũng chưa từng thấy. Chỉ là vung một con dao ra mà có thể giết chết một người. Nếu có người tiến đến thì kết cục sẽ giống hắn. Tiêu Chính Văn thản nhiên nhìn lướt qua một vòng, sát khí trong mắt bắn ra tứ phía. Lúc này rất nhiều đàn em của Hắc Long Đường bị chấn động bởi ánh mắt của Tiêu Chính Văn, đã bắt đầu hoảng sợ muốn bỏ chạy. Mấy tên côn đồ còn lại cũng nhìn nhau, do dự bây giờ có nên chạy hay không. Không chạy, kết cục sẽ giống tên vừa nãy. Không biết mình chết thế nào. Nhưng lúc này, Trương Thế Đức lại đột nhiên lao đến, tay còn cầm một con dao sáng bóng chĩa vào Tiêu Chính Văn tức giận gầm gừ, mẹ kiếp. Bọn mày đều vô dụng hết rồi sao? Chỉ mới một lát mà 100 tên chỉ còn lại bấy nhiêu đây. Ngày thường tao nuôi bọn mày thế nào? Đứa nào cũng chỉ biết ăn hại, ngay cả một tên vệ sĩ cũng không giải quyết được. Lên hết cho tao, chỉ có một mình hắn, nếu ai không lên thì áp dụng quy định của Hắc Long Đường. Đồng thời Trương Thế Đức cố sức gọi điện thoại liên lạc với đám đàn em của mình. Dưới trướng Trương Thế Đức cũng có 500-600 người. Có người không ở trong khu vực này mà mất nửa tiếng mới đến. Cho nên trước mắt chỉ đành kéo dài thời gian với Tiêu Chính Văn.
quy định của Hắc Long Đường. Nghe nói vậy, mấy chục tên còn lại đều run lẩy bẩy, ánh mắt tỏ vẻ rất sợ hãi. Quy định của Hắc Long Đường chính là muốn lấy mạng đấy. So với việc bị gãy tay gãy chân thì tính mạng quan trọng nhất. Thế nên trong thoáng chốc, ba bốn tên còn lại và mấy chục anh em vừa đến cầm dao lên lại lao đến chỗ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười khẩy, ánh mắt đằng đằng sát khí. Nếu các người đã muốn chết thì tôi sẽ cho các người toại nguyện. Hiển nhiên Tiêu Chính Văn đang nổi giận. Một đời vua Bắc Lương sao có thể bị đám côn đồ này đe dọa được chứ? Từ đầu đến giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa dùng hết sức. Nếu anh phát huy hết sức lực thì đám người này sẽ như bị phanh thây. Anh chỉ không muốn bị quá nhiều người chú ý đến. Nhưng lúc này không có thời gian để vờn với chúng nữa. Tiêu Chính Văn hơi động đậy, nhấc chân bước ra nghiêng người về phía trước giật lấy con dao trong tay hai kẻ đang xông đến, sau đó dùng dao chém mạnh lên mặt hai kẻ đó vang lên tiếng bốp bốp bốp. Dưới sự tấn công liên tiếp của Tiêu Chính Văn, hai gã cao lớn đó không ngừng lùi về sau, chỉ trong chốc lát, nửa bên mặt đều là vết máu do dao chém. A a a! Hai gã cao lớn đó bị đánh đến mức choáng váng, kêu gào thảm thiết chạy ra ngoài như bị điên. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn lại ra tay, con dao phay rơi khỏi tay bắn ra hơn 10 mét như một luồng ánh sáng, phập dao phay cắm vào trước ngực một tên đàn em bên cạnh Trương Thế Đức. Cánh tay trái của gã đó còn xăm một hình con rồng đen, có lẽ thân phận trong Hắc Long Đường cũng không thấp. Nhưng lúc này gã trợn mắt nhìn ngực mình không ngừng chảy máu, sau đó phun cho một ngụm máu, rồi ngã xuống vũng máu. Gã đã chết. Chỉ trong một giây, tên côn đồ đó đã chết ngay trước mặt Trương Thế Đức. Trương Thế Đức hung tợn nhíu mày, tức giận gầm lên, chém cho tao. Chém chết hắn, vừa rồi, sự sống và cái chết chỉ diễn ra trong tích tắc. Cùng lên đi, tôi không có thời gian. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ cười khẩy, thái độ rất bình thản, giọng nói như ác ma. Anh vừa dứt lời, rất nhiều tên côn đồ cầm dao sáng loáng lao về phía anh. Tiêu Chính Văn không hề sợ, anh phóng một con dao quân đội năm cạnh từ thắt lưng ra. Phập, một cánh tay đẫm máu bị chém đứt, sau đó xoay vòng trên không trung mấy vòng làm văng ra một vũng máu lớn xuống đất. A a a, tay của tôi, cánh tay của tôi. Tên côn đồ đó hét lên thảm thiết, trợn mắt nhìn cánh tay bị chém đứt của mình, trên vai máu chảy ra như suối, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Cả người co giật. Thấy cảnh tượng này, mấy tên côn đồ khác cũng sửng sốt tại chỗ, cầm dao chố mắt nhìn nhau, chán ướt đẫm mồ hôi, không ai dám tiến đến. Người này thật sự là ác quỷ. Giơ tay lên cũng có thể giết chết người. Mẹ mày, lên cho bố. 2 triệu tệ, ai giết chết hắn thì người đó nhận được 2 triệu tệ. Trương Thế Đức tức giận nói, ông ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình tổn thất nặng nề như bây giờ. Mất người đẹp rồi lại tổn thất đàn em. Mấy tên này đều là đàn em mà ông ta vất vả nuôi dưỡng. Trong tích tắc mất gần hết 100 người. Trước khách sạn đều là mấy tên côn đồ nằm trong vũng máu, không rõ sống chết. Đồng thời Trương Thế Đức đã bắt đầu hoảng sợ. Hắn phát hiện đến lúc này Tiêu Chính Văn vẫn bình an vô sự. Hơn nữa ánh mắt đó của anh tấn công thẳng vào tâm hồn, lạnh băng như chúa tể địa ngục khiến Trương Thế Đức run rẩy không thôi. Không thể để người đàn ông này sống, dù tổn thất thế nào cũng phải nhổ cỏ tận gốc. 5 triệu tệ, lên, Trương Thế Đức nổi giận gầm lên. Người ta nói rằng anh hùng sẽ xuất hiện trong điều kiện thưởng lớn. Chỉ trong chốc lát, 40-50 tên côn đồ còn lại đều như phát điên lao về phía Tiêu Chính Văn. Tiếng dao leng keng vang lên. Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi, cả người toát ra sát khí kinh người. Anh giơ tay kẹp lấy vũ khí của hai tên côn đồ đang chạy đến, sau đó đá mạnh vào hai tên đó làm rất nhiều người đằng sau ngã xuống. Đồng thời, anh nhảy lên cao, quét chân đá bay nhiều người. Chúng đều văng xa ra cách đó mấy chục mét, ngất xỉu nằm trên mặt đất. Chỉ mấy chiêu thức đơn giản đã khiến đám người chứng kiến cảnh tượng ở đó sửng sốt. Mẹ nó, hắn biết võ. Kinh khủng quá. Như vậy còn đánh đấm gì nữa? Chạy đi, đây là nghi vấn của mọi người. Người đàn ông trước mặt quá mạnh, họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Một tay Tiêu Chính Văn cầm dao phay, khóe miệng nhếch lên. Anh bỗng quay đầu lại nhìn Đỗ Tình Tuyết đứng sau cánh cửa xoay của khách sạn nói tôi đưa cô ra ngoài. Chương 347, ra tay nhẹ thôi. Đỗ Tình Tuyết vốn đang run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa,
lúc này nhìn thấy ánh mắt khiến người ta yên lòng của Tiêu Chính Văn, trái tim cô ta không khỏi run mạnh, siết chặt nắm tay. Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cô ta chậm rãi bước ra khỏi khách sạn. Xinh như tiên nữ, mắt như sao xa. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp, vóc dáng cực phẩm như vậy, ánh mắt đám đàn em của Hắc Long Đường đều để lộ sự hung hãn và dục vọng vô cùng dâm đãng. Đây là người phụ nữ mà đích thân Đức Gia điểm danh muốn có. Xong chuyện này thì bọn chúng cũng có thể cùng chơi đùa thỏa thích. Nhưng bây giờ tên sát thần Tiêu Chính Văn lại đứng bên cạnh cô ta, ai dám khinh suất bước lên một bước chứ? Tuy bọn chúng đều là lũ côn đồ xã hội đen, nhưng cũng rất quý trọng mạng sống của mình. Bọn chúng biết, nếu mình dám có hành động gì khác thường đối với cô gái xinh như tiên kia, thì con dao quân đội năm cạnh trong tay người đàn ông này sẽ lấy đi tính mạng của chúng ngay lập tức. Đỗ Tình Tuyết đi giày cao gót, phát ra tiếng cộp 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 rất có tiết tấu, cứ như khúc độc tấu của đàn dương cầm, đi từng bước về phía Tiêu Chính Văn, cơ thể yếu đuối không nhịn được run rẩy. Khoảnh khắc đó, cô ta khiến người ta vô cùng đau lòng và yêu thương. Nước mắt cô ta như ngọc trai đọng trên mí mắt, nhìn Tiêu Chính Văn người dính đầy máu, vô cùng đau lòng. Đỗ Tình Tuyết chỉ muốn ôm chầm lấy Tiêu Chính Văn, nhưng cô ta biết hai người sẽ không có kết quả gì cả. Nhìn đống lộn xộn và máu me dưới đất, một cô gái như Đỗ Tình Tuyết cũng không nhịn được muốn nôn ọe, nhưng vì không muốn tỏ vẻ sợ hãi, nên cô ta vẫn cố gắng gượng. Lúc trước có tới 100 tên đàn em tay cầm dao phay. Bây giờ, trước mắt chỉ có 20-30 tên. Nếu không nhờ có Tiêu Chính Văn thì Đỗ Tình Tuyết thực sự không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì. Tiêu Chính Văn lẳng lặng nhìn Đỗ Tình Tuyết bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng, rồi cứ thế, trong ánh mắt của mọi người, anh đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ta. Sờ rất mềm mại, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ ôm rất nhẹ, không có bất cứ hành động gì quá đáng. Anh làm vậy cũng là để đảm bảo an toàn cho Đỗ Tình Tuyết. Nhưng cơ thể Đỗ Tình Tuyết lại run bắn lên, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Cái tên này muốn làm gì vậy? Anh ấy đang làm gì thế này? Tiêu Chính Văn chẳng hề để ý, khóe miệng nở nụ cười nhạt, nhỏ giọng nói bên vành tai đã đỏ ửng của Đỗ Tình Tuyết, theo sát tôi, đừng sợ, tôi có thể bảo vệ được cô. Khuôn mặt ngại ngùng của Đỗ Tình Tuyết đỏ bừng lên, hàm răng trắng bóng cắn chặt, lặng lẽ gật đầu, ừ một tiếng. Một lúc sau, Tiêu Chính Văn mỉm cười, hỏi một câu, cô đã sẵn sàng chưa? Đỗ Tình Tuyết cắn răng, hít sâu một hơi, vẻ mặt bỗng chốc trở nên vô cùng cao ngạo và thản nhiên, nói, sẵn sàng rồi. Dứt lời, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Chính Văn khẽ ôm vòng eo thon của Đỗ Tình Tuyết, bước từng bước ra ngoài. Được Tiêu Chính Văn ôm, trong lòng Đỗ Tình Tuyết có cảm giác vô cùng khác lạ, sự bất an cũng biến mất. Đám côn đồ cầm dao phay ở bên cạnh cũng sợ hãi tự động nhường đường, không dám tiến lên nửa bước. Bởi vì người đàn ông này quá đáng sợ. Bọn chúng còn chưa muốn chết ở đây. Luồng sát khí máu lạnh như tu la tỏa ra từ người Tiêu Chính Văn khiến đám côn đồ này cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Lúc này, sắc mặt Trương Thế Đức vô cùng u ám, tay cầm dao phay, chỉ vào Tiêu Chính Văn đang bước về phía ông ta, tức giận gầm lên, xông lên cho tao. Ai giết được hắn thì sẽ trở thành phó đường chủ của Hắc Long Đường. Ông ta vừa hạ lệnh, cuối cùng cũng có người hành động. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tên đàn em vừa xông lên đã biến thành một vệt sáng, bay ngược ra ngoài, va mạnh vào tường, lăn mười mấy vòng, cả lồng ngực lõm hẳn vào, chết ngay trước mắt mọi người. Cảnh tượng này khiến những tên đàn em định xông lên sợ hết hồn. Trương Thế Đức vô cùng tức giận, giơ con dao phay trong tay, đích thân xông lên. Giận dữ gào thét, lên hết cho tao. Nhưng, con dao quân đội nằm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn bay vèo ra, xuyên qua con dao phay trong tay Trương Thế Đức giữa không trung. Keng một tiếng, tiếng con dao phay bị va vào vang lên giòn giã, những mảnh vỡ của nó vẽ thành đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung rồi rơi xuống đất, phát ra những tiếng leng keng. Sau đó, Tiêu Chính Văn nhặt một con dao phay lên, kề vào cổ Trương Thế Đức. Mũi dao dính máu. Cứ một vệt máu trên cổ ông ta, mũi dao nhỏ từng giọt máu đỏ tươi. Khoảnh khắc đó, Trương Thế Đức sững sờ, cả người run lên bần bật, tay trái vẫn giữ nguyên tư thế cầm dao xông lên, nhưng con dao trong tay đã bị gãy. Ông ta nhìn chằm chằm xuống con dao phay ở cổ mình. Bỗng chốc, ông ta cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, trán túa mồ hôi lạnh, chảy xuống như mưa. Cả người ông ta run rẩy,
mất hẳn ý chí tiếp tục chiến đấu. Người đàn ông như ma quỷ này, cả người dính máu, ôm một người phụ nữ xinh đẹp yếu ớt, kề con dao ngay cổ ông ta, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như có thể kết liễu tính mạng của ông ta bất cứ lúc nào. Ánh mắt của Trương Thế Đức và Tiêu Chính Văn giao nhau, ông ta lập tức có cảm giác như mình bị thần chết nhìn chúng, cả người lạnh toát. Ánh mắt thật là đáng sợ. Ánh mắt này như thanh kiếm sắc, lập tức xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng trong lòng Trương Thế Đức, ông ta cảm thấy trước mặt Tiêu Chính Văn, mình nhỏ bé chẳng khác gì con kiến. Dường như chỉ cần một suy nghĩ của đối phương, thì tính mạng của ông ta có thể bị tước đoạt không khác gì cỏ rác. Cả người Trương Thế Đức run lẩy bẩy, đây là lần đầu tiên ông ta cảm giác được cái chết ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng ai dám cười nhạo ông ta vào lúc này chứ? Sát khí khủng khiếp của Tiêu Chính Văn bao trùm tất thảy, nếu là người thì ai cũng phải sợ tè ra quần. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, cười lạnh lùng, Đức gia, xem ra ông đã sợ rồi, sao nào? Còn muốn lấy mạng của tôi nữa không? Cả người Trương Thế Đức mềm nhũn, quần áo ướt đẫm mồ hôi, không còn khí thế vênh váo như vừa rồi nữa, lắp ba lắp bắp nói, không, không dám, xin cậu Tiêu ra tay nhẹ thôi. Bây giờ ông ta chỉ mong mình có thể quỳ được xuống để cầu xin vị sát thần này. Nếu thời gian có thể quay lại, ông ta chắc chắn sẽ không chọc vào Tiêu Chính Văn nữa. Đây đúng là tự tìm đường chết, tự đào mồ chôn mình. Vì một người phụ nữ, vì mấy triệu tệ, mà ông ta suýt nữa thì mất mạng. Nhất là lúc trước ông ta còn khiêu khích Tiêu Chính Văn, bây giờ nhìn lại thấy đúng là ngu xuẩn. Lưu Tuấn Phong vẫn luôn đứng sau quan sát, lúc này cũng tỏ vẻ hoảng sợ. Ông ta không ngờ một tên vệ sĩ thối tha bám váy đàn bà lại có bản lĩnh mạnh mẽ như vậy. Chỉ có một mình mà đánh cho gần trăm tên đàn em của Trương Thế Đức tan tác, hơn nữa, nhìn có vẻ chẳng bị thương chút nào hết. Lưu Tuấn Phong nhíu mày, trong lòng vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Đỗ Tình Tuyết với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười độc ác dữ tợn. Ông ta quay đầu nhìn Quyền Vương Tai Ca đang ngồi trong xe mình, sự sợ hãi trong lòng cũng dần biến mất. Có Tai Ca ở đây, Lưu Tuấn Phong không tin Tiêu Chính Văn có thể gây nên sóng gió gì. Quyền Vương Tai Ca từ đầu đến cuối chỉ nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt thản nhiên, trong mắt gã, Tiêu Chính Văn quả thực rất mạnh, nhưng chưa đủ để khiến gã coi trọng. Tên Tiêu Chính Văn kia cùng lắm chỉ có thực lực của một binh vương mà thôi. Đây là suy đoán của Tai Ca. Chương 348 Tai Ca ra tay. Hiện giờ Trương Thế Đức đang vô cùng sợ hãi. Nhất là khi bị người ta cầm dao kề ngay cổ, còn hơn trăm tên đàn em lại chẳng làm gì được đối phương, đây là lần bao vây tiêu diệt mất mặt nhất, thất bại nhất kể từ khi Trương Thế Đức vào nghề đến nay. Tốt xấu gì ông ta cũng là một ông hoàng trong thế lực ngầm Tu Hà, có thực lực tổng hợp đứng thứ tư. Trước kia, chỉ một ánh mắt là ông ta có thể quyết định sống chết của một người. Nhưng bây giờ, sự sống chết của ông ta lại nằm trong tay một cậu thanh niên. Đúng là sự mỉa mai quá lớn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Trương Thế Đức và mấy chục tên đàn em phía sau ông ta, lạnh lùng nói, bảo người của ông tránh ra. Cả người Trương Thế Đức run lập cập, gầm lên, lùi, lùi lại hết cho tao. Lùi lại. Lưu Tuấn Phong chứng kiến cảnh tượng này, thấy Tiêu Chính Văn còn uy hiếp ép Trương Thế Đức bước về phía mình, sắc mặt lập tức vô cùng u ám. Nhất là khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn. Trong lòng ông ta không khỏi dùng mình, mất bình tĩnh lùi lại mấy bước. Lúc này, Tiêu Chính Văn cầm dao phay trong tay, kề vào cổ Trương Thế Đức, đứng trước mặt Lưu Tuấn Phong cùng với Đỗ Tình Tuyết, một đám đàn em của Hắc Long Đường đang vây xung quanh. Ông chính là Tổng Giám Đốc Lưu của Tập đoàn Tân Địa à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Lưu Tuấn Phong nhíu mày, lạnh lùng đáp, là tôi đây. Tiêu Chính Văn cười khẩy, vẻ mặt băng giá. Hỏi chuyện tối nay do một tay Tổng Giám Đốc Lưu sắp xếp sao? Quát con, đừng tưởng mình có chút võ vẽ là có thể vênh váo không coi ai ra gì. Hôm nay tôi chỉ đi ngang qua thôi, cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Lưu Tuấn Phong không biết ngại cười nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đỗ Tình Tuyết xinh đẹp như tiên, vóc dáng vô cùng hoàn hảo. Tất cả những gì ông ta làm tối hôm nay đều là vì người phụ nữ này. Bây giờ... Tuy Tiêu Chính Văn đã thể hiện võ nghệ bất phàm, nhưng Quyền Vương Tai Ca ở trên chiếc xe phía sau ông ta cũng không phải kẻ vô dụng. Vậy nên, Lưu Tuấn Phong chẳng hề thấy sợ hãi. Hay cho câu đi qua, ông quả nhiên không biết xấu hổ mà, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng.
Cậu thử chửi câu nữa xem, Lưu Tuấn Phong điên tiết, tức giận hét. Đúng lúc này, Đỗ Tình Tuyết nhìn Lưu Tuấn Phong với ánh mắt tức giận, lạnh lùng hỏi, Tổng Giám Đốc Lưu, tại sao ông lại làm vậy? Chẳng phải là vì muốn có được cô sao? Lưu Tuấn Phong cũng trở mặt luôn, cười đầy dâm đãng, gầm lên, ông đây mời cô đi ăn biết bao nhiêu lần, mà cô không chịu đồng ý. Tôi còn tưởng cô thanh cao lắm, nhưng không ngờ cũng là loại đê tiện. Còn liếc mắt đưa tình với thằng vệ sĩ bám váy đàn bà này. Cô đừng quên thằng này đã có vợ con nhé. Đỗ Tình Tuyết cô thích loại người như vậy sao? Bốp! Đỗ Tình Tuyết tát cho Lưu Tuấn Phong một bạt tai, tức giận nói câm miệng. Tôi với Tiêu Chính Văn là trong sáng. Ông không được nói lung tung. Con đĩ, cô dám đánh tôi. Lưu Tuấn Phong nhìn Đỗ Tình Tuyết với vẻ mặt không dám tin. Ông ta chẳng khác gì một con sói độc ác, cười gằn, ha ha, nếu đã vậy thì cô đừng trách tối nay tôi trở mặt. Lát nữa, nhất định tôi sẽ ném cô lên giường, chà đạp đã đời. Tôi muốn xem dáng vẻ phóng đãng của người đẹp Đỗ Tình Tuyết đến từ tỉnh bị chà đạp và cầu xin dưới háng Lưu Tuấn Phong tôi như thế nào. Dứt lời, Lưu Tuấn Phong cười lớn. Ông, đồ vô liêm sỉ, khốn kiếp. Đỗ Tình Tuyết tức phát điên. Cô ta không ngờ Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Tân Địa lại có thể nói ra những lời bỉ ổi như vậy. Tiêu Chính Văn nghiêng qua, nhìn Đỗ Tình Tuyết đang giận dữ, hỏi Tổng Giám Đốc Đỗ, cô có cần tôi dạy dỗ tên khốn này giúp không? Đỗ Tình Tuyết im lặng, cô đang suy nghĩ. Sau tối hôm nay, Tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà và Tập đoàn Tân Địa có thể nói là đã trở mặt hoàn toàn. Bọn họ cũng không thể tiếp tục hợp tác với nhau được nữa. Nhưng mấy dự án tiếp theo của tập đoàn Đỗ Thị lại không thể thiếu tập đoàn Tân Địa được. Vậy nên, Đỗ Tình Tuyết đang rất do dự. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, hỏi Tổng Giám Đốc Đỗ. Cô đang nghĩ gì vậy? Theo hiểu biết của Tiêu Chính Văn về nữ Tổng Giám Đốc lạnh lùng này, thì bây giờ Đỗ Tình Tuyết chắc chắn vô cùng tức giận, có khi không cần anh ra tay, cô ta đã băm vằm tên Lưu Tuấn Phong này rồi. Ha ha, Đỗ Tình Tuyết, tôi biết ngay là cô không dám mà. Lưu Tuấn Phong dường như đã nắm được thóp của Đỗ Tình Tuyết, cười lạnh lùng, nói, chỉ cần bây giờ cô ngoan ngoãn theo tôi trở về, thì tôi đảm bảo cô sẽ không sao hết. Việc hợp tác của chúng ta vẫn có thể tiếp tục như thường. Nhưng hắn thì phải ở lại. Để có được người đẹp Đỗ Tình Tuyết này, Lưu Tuấn Phong đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Tiêu Chính Văn giữa đường nhảy ra phá đám, sao ông ta có thể để anh bình yên vô sự rời đi chứ? Ông ta nói xong còn nhìn Quyền Vương Tai Ca đang ngồi trong xe một cái, đây chính là người giúp ông ta có được tự tin. Có một quyền vương vô địch là tội phạm năm nước truy nã, giết người không chớp mắt như vậy, Lưu Tuấn Phong thấy rất yên tâm, dường như ông ta đã nhìn thấy cảnh Tiêu Chính Văn sẽ quỳ xuống đất dập đầu xin ông ta tha cho. Nhất là Đỗ Tình Tuyết, ông ta mơ tưởng đến cô ta từ lâu rồi, thậm chí bình thường lúc lên giường với những người phụ nữ khác, ông ta cũng ảo tưởng đó là Đỗ Tình Tuyết. Hiện giờ Đỗ Tình Tuyết lại bị người đàn ông này ôm eo, sao ông ta có thể không tức giận cơ chứ? Thậm chí, ông ta còn cảm thấy mình như bị cắm sừng vậy. Nhất định phải chặt hai tay của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười khẩy, hất chân lên, đá Trương Thế Đức bay đi, sau đó anh vung con dao trong tay về phía cổ họng Lưu Tuấn Phong. Lưu Tuấn Phong sợ tới mức giật lùi lại, trợn trừng hai mắt, kinh hãi gầm lên Tai Ca, cứu tôi với. Nhưng tốc độ của Tiêu Chính Văn quá nhanh, Lưu Tuấn Phong còn chưa kịp nhìn rõ cái gì đã cảm thấy cổ mình mát lạnh, làn da bị rạch một đường, máu tươi chảy ra. Khoảnh khắc đó, ông ta sợ hãi ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt khiếp sợ, ôm cổ mình gào lên xé ruột xé gan, Tai Ca. Giết hắn cho tôi, giết hắn, cửa xe bật mở, Quyền Vương Tai Ca bước xuống, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Gã rất cao lớn. Còn cao hơn Tiêu Chính Văn một cái đầu. Vóc dáng gã rất cường tráng, tay chân cuồn cuộn, làn da màu đồng cổ, có hình xăm, khóe miệng còn có một vết sẹo rất đáng sợ. Cao thủ xuất hiện, mang theo khí thế vô cùng lạnh lùng. Vẻ mặt Quyền Vương Tai Ca độc ác, bước từng bước tới, mỗi bước chân như tiếng trống nện vào trái tim mọi người, không khí bị đè nén đến cực điểm, khiến người ta cảm giác không thở nổi. Một luồng sát khí tỏa ra từ người gã. Cứ như gã đang bò ra từ đống xác chết. So với hơn 100 tên đàn em Trương Thế Đức dẫn tới thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Lúc này, Trương Thế Đức khó nhọc bò dậy, vội vàng trốn sang bên cạnh. Khoảnh khắc đó, ông ta mới biết, Tai Ca này là cao thủ,
một cao thủ đẳng cấp hàng đầu. Khóe miệng ông ta nở nụ cười lạnh lùng, nói với Tiêu Chính Văn, ha ha, oát con, chờ chết đi. Chương 349, giết trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn vẫn luôn ôm nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của Đỗ Tình Tuyết, mặc dù hiện giờ trong lòng cô ta thấy rất bất an, nhưng cũng dần thả lỏng, bởi vì có Tiêu Chính Văn ở đây, dường như tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. Lưu Tuấn Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, ông ta bò dậy, chỉ vào mặt anh, tức giận gào lên, tai ca. Giết hắn cho tôi, giết hắn, không, khiến hai tay hắn tàn phế trước đã. Tôi muốn hành hạ hắn, để cho hắn biết, đắc tội Lưu Tuấn Phong tôi sẽ có kết cục thế nào. Quyền vương tai ca đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, cách 2 mét, nói bằng tiếng Hoa Quốc bập bẹ, mày rất mạnh, nhưng đối với tao thì chẳng là gì hết. Bây giờ mày hãy tự chặt hai tay đi, nếu không tao sẽ giúp mày. Ngông cuồng, tự đại, đây chính là sự tự tin của quyền vương tai ca. Là cao thủ Muay Thái, là tội phạm truy nã của năm nước, gã đã lập kỷ lục huyền thoại là vô địch trăm trận trên sàn đấu phi pháp. Vậy nên, trong mắt gã, tất cả mọi người chỉ là con sâu cái kiến. Huống hồ, tai ca còn là một cao thủ rất mạnh có thực lực quân vương chuẩn một sao. Nhìn khắp Hoa Quốc thì thực lực như vậy cũng đứng hàng đầu. Thực lực quân vương chuẩn một sao là sự tồn tại mà vô số người theo đuổi tung hô. Nghe tai ca nói thế, Lưu Tuấn Phong kích động siết chặt nắm tay, cao thủ mình mời đến đúng là rất mạnh. Bây giờ ông ta chỉ ước gì mình chính là tai ca để đích thân chặt đứt hai tay của Tiêu Chính Văn. Nhưng, giữa đôi lông mày của Tiêu Chính Văn để lộ sự lạnh lùng, anh nhìn tai ca, bật cười nói, có giỏi thì mày tự ra tay đi. Thực ra, ngay từ đầu, Tiêu Chính Văn đã biết có một đối thủ rất mạnh đang ngồi trong chiếc xe này. Thực lực quân vương chuẩn một sao, đối với người bình thường hay đối với binh vương thì đúng là rất khó nhằn. Nhưng đối với vua Bắc Lương Hoa Quốc thì vẫn chưa đủ tư cách. Nghe thấy thế, tai ca sa sầm mặt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng dữ tợn. Sau đó, cả người gã trầm xuống, phát lực, như một con mãnh hổ sổng chuồng, các ngón tay gã như vuốt ưng, trong nháy mắt đã lao ra như một viên đạn, nhằm thẳng về phía cổ họng Tiêu Chính Văn. Chiêu này tai ca đã dùng vô cùng thuần thục, là tuyệt kỹ thành danh của gã. Dưới sức bộc phát mạnh mẽ của gã, không có bất cứ ai kịp phản ứng lại cả. Sau đó sẽ bị gã kẹp gãy cổ. Sở dĩ tai ca làm vậy là vì gã muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, khiến tất cả mọi người chấn động. Như vậy thì địa vị của gã ở Hoa Quốc mới có thể vững vàng được. Lúc tai ca tung sát chiêu ra, tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi. Tốc độ của gã quá nhanh. Đây chính là quyền vương sao. Thật là mạnh quá đi. Lưu Tuấn Phong và Trương Thế Đức cùng nở nụ cười lạnh lùng, có cao thủ vô địch như vậy thì tên Tiêu Chính Văn kia chết là cái chắc. Dường như chỉ ngay giây tiếp theo, bọn họ sẽ nhìn thấy đầu của Tiêu Chính Văn lăn lóc dưới đất. Bốp! Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, chấn động cả màng nhĩ. Mọi người nhìn thấy một bóng dáng bay ngược lại, sau đó va mạnh vào chiếc xe thương vụ màu trắng, khiến chiếc xe lùi hẳn lại mấy mét. Cả cửa sổ xe đều vỡ nát, tạo thành một cái hố sâu hình người lõm hẳn xuống. Đồng thời, chiếc xe thương vụ cũng phát ra tiếng cảnh báo điếc tai. Phịch một tiếng, bóng dáng kia lăn xuống đất, phun ra mấy ngụm máu tươi, run rẩy ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoàng, khó nhọc kêu lên, mày, ẩn giấu thực lực, chiến thần, nói xong câu này thì gã chết ngất luôn. Chờ đến khi mọi người có phản ứng thì họ mới phát hiện, người nằm trong vũng máu lại chính là quyền vương mà họ vô cùng sùng bái. Còn Tiêu Chính Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ bình yên vô sự, lạnh lùng nhìn tai ca nằm trong vũng máu, nói, Muay Thái. Cho dù là đệ nhất chiến thần Muay Thái vô địch 500 trận Khôn Long mà gặp tao thì cũng phải quỳ xuống. Cảnh tượng này quá chấn động. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tất cả mọi người há hốc miệng, nhìn mọi việc xảy ra trước mắt mình với ánh mắt không dám tin. Tên quyền vương tai ca được Lưu Tuấn Phong tung hô hết cỡ, lúc này trông còn thê thảm hơn cả bọn họ. Trước mặt Tiêu Chính Văn, gã còn chưa kịp tung chiêu nào đã bị đánh bay. Lúc này, Lưu Tuấn Phong đã đứng hình, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Cảnh tượng vừa rồi xảy ra trước mặt ông ta một cách chân thực, khiến cả người ông ta run lẩy bẩy, bắt đầu thấy sợ hãi từ tận linh hồn. Nhất là tiếng bốp như bom nổ kia, dường như đụng trúng vào lồng ngực ông ta vậy. Chỉ với một chân, Tiêu Chính Văn đã đá chết tên tội phạm bị năm nước truy nã,
vô địch trăm trận trong sàn đấu ngầm phi pháp. Trương Thế Đức cũng tỏ vẻ chấn động, hơi thở gấp gáp, thở phì phò trốn sau lưng đàn em. Lúc này ông ta mới tỉnh táo lại, hét lên the thé, mau chạy đi. Chạy đi, nhưng... Vèo một tiếng, con dao phay trong tay Tiêu Chính Văn đã bay ra, sượt qua háng Trương Thế Đức, cắm nghiêng xuống đất, khiến nền đá hoa cũng vỡ nát. Tôi đã cho ông đi chưa? Giọng nói lạnh lùng chẳng khác gì thần chết. Trương Thế Đức lập tức sợ hãi, trán túa mồ hôi lạnh, hai chân kẹp chặt, cả người run như cầy sấy. Khoảnh khắc đó, Trương Thế Đức còn tưởng mình không thể nối dõi tông đường được nữa. Tiêu Chính Văn không quan tâm đến Trương Thế Đức nữa, mà cất bước, tiến về phía Lưu Tuấn Phong với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Nhìn Tiêu Chính Văn đang bước từng bước về phía mình, Lưu Tuấn Phong còn nghĩ đến cả cái chết rồi. Ông ta cố nén sự sợ hãi trong lòng, lắp ba lắp bắp dặn ra một câu, cậu muốn làm gì? Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Địa, sau lưng tôi có người cực kỳ có máu mặt chống lưng đấy. Bốp! Tiêu Chính Văn chẳng hề do dự cho ông ta một cái tát nảy lửa. Lưu Tuấn Phong sững người, gò má nhanh chóng sưng đỏ, bị đánh đến mức nghiêng cả người, còn nhổ ra mấy cái răng bị gãy, miệng toàn là máu. Cái tát này tôi đánh thay Đỗ Tình Tuyết. Bốp! Lại một cái tát dứt khoát nữa. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, cái tát này là đánh thay kẻ có máu mặt đứng sau ông. Lưu Tuấn Phong phát khóc, ôm khuôn mặt đã sưng vù hai má như cái đầu heo, miệng toàn là máu, ông ta quỳ xuống, cầu xin, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin cậu Tiêu hãy tha cho tôi một mạng. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, nói, tha cho ông sao? Tôi sai rồi. Xin cậu hãy tha cho tôi chỉ là một kẻ nhãi nhép, tôi bị ổi vô liêm sỉ, xin cậu hãy tha cho tôi đi. Chỉ cần cậu chịu tha cho tôi sẽ cho cậu 2 triệu tệ. Bây giờ thì Lưu Tuấn Phong đã sợ thật rồi, ông ta quỳ dưới đất cầu xin không ngừng. Đến cường giả như Tai Ca mà cũng bị đá một phát chết tươi, thì người bình thường như ông ta khác gì con kiến. Tiêu Chính Văn nhíu mày, giơ chân đạp bay ông ta, lạnh lùng nói, Lưu Tuấn Phong. Những chuyện ông làm đủ để ông chết trăm lần rồi. Lưu Tuấn Phong nghe thấy thế thì sợ hãi kêu lên, cậu không thể ra tay với tôi được, đằng sau tôi thực sự có một người rất có máu mặt chống lưng. Cho dù cậu lợi hại, nhưng đứng trước người đó thì cũng không thể chống lại đâu. Cho dù cậu không nghĩ cho bản thân mình, thì cũng phải nghĩ cho vợ con mình chứ, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, đáp, ồ. Thế thì xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú với người máu mặt sau lưng ông. Nếu người đó không phục thì cứ thử đến đây xem. Nhưng hôm nay, Lưu Tuấn Phong ông sẽ phải trả cái giá tương ứng vì những việc làm của mình. Cũng coi như cảnh cáo của tôi đối với người đứng sau ông. Chương 350, đặt may váy cưới. Dứt lời, con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cậu muốn làm gì? Cậu không thể làm vậy được. Tôi là Lưu Tuấn Phong, người đứng sau tôi chính là nhà họ Thượng Quan ở Long Kinh. Lưu Tuấn Phong sợ hãi, cả người run rẩy. Nhưng, ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết xé ruột xé gan của ông ta vang vọng xung quanh. Con dao quân đội năm cạnh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, phế bỏ toàn bộ tay chân của Lưu Tuấn Phong. Cho dù có chữa được thì cũng coi như tàn phế suốt đời. Nếu nhà họ Thượng Quan sau lưng ông muốn trả thù thì tôi cũng rất sẵn lòng chờ bọn họ ở Tu Hà. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Thật là tàn nhẫn. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, sợ vị sát thần này để ý đến mình. Trương Thế Đức cũng sợ, trốn vào một góc, trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn bước về phía mình. Ông ta không nói một lời, vội vàng bò về phía Tiêu Chính Văn chẳng khác gì một con chó, ôm lấy đùi anh cầu xin, Tiêu gia, tất cả là kế hoạch của lão Lưu Tuấn Phong kia, là ông ta bảo tôi dẫn người lập bẫy giữ chân tổng giám đốc Đỗ và cậu, chính ông ta nói muốn dùng 2 triệu để mua mạng cậu. Chuyện này không liên quan gì đến tôi hết, Tiêu Chính Văn nhíu mày, giơ chân đạp ông ta một cái, rồi anh vứt con dao phay trong tay xuống đất, lạnh lùng nói, tự giải quyết đi. Trương Thế Đức nghe thấy thế thì nhíu chặt mày, nhưng ông ta không do dự chút nào, cầm con dao lên, vung lên chặt tay phải của mình. Phụt, máu tươi bắn ra tung tóe, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Trương Thế Đức đã chém đứt tay phải từ chỗ khuỷu tay trở xuống. Nửa cánh tay máu me bê bết cứ thế rơi xuống đất. Sau đó ông ta ôm cánh tay phải, nghiến chặt răng, chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp, nhìn Tiêu Chính Văn,
dặn từng chữ một, Tiêu gia, thế này được rồi chứ? Tiêu Chính Văn chỉ nói một câu mà Trương Thế Đức đã chặt đứt tay phải của mình không chút do dự, nếu đồn ra ngoài thì thế lực ngầm của cả Tu Hà sẽ phải chấn động. Càng không cần phải nói đến đám đàn em của Hắc Long Đường lúc này đang mắt chữ A mồm chữ O. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu rung lên, mấy chục chiếc xe quân đội từ bốn phía ập tới. Các binh lính được vũ trang đầy đủ, mang theo súng đạn, nhảy xuống khỏi xe, nhanh chóng bao vây xung quanh. Họng súng của bọn họ đều chĩa vào sau đầu đám đàn em dưới đất. Nhìn thấy binh lính xuất hiện đột ngột, đám người Trương Thế Đức, bao gồm cả Lưu Tuấn Phong đang nằm trong vũng máu, đều ngây cả người. Sao lại có binh lính thế này? Long Nhất cất bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn, thấp giọng nói mấy câu. Tiêu Chính Văn gật đầu đáp, dẫn hết đi. Dứt lời, Long Nhất dẫn theo người, áp giải toàn bộ đám người Trương Thế Đức và Lưu Tuấn Phong lên xe quân đội. Tất cả mọi người rời đi, cửa khách sạn là một đống lộn xộn, trong không khí vẫn còn mùi máu tanh thoang thoảng. Tiêu Chính Văn và Đỗ Tình Tuyết cứ thế đứng ở cửa, nhìn nhau. Cảm ơn anh. Đỗ Tình Tuyết suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói cảm ơn, ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn đầy chân thành. Hôm nay nếu không nhờ có Tiêu Chính Văn thì Đỗ Tình Tuyết không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Tiêu Chính Văn cười nhạt, để tôi đưa cô về. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn đã đưa Đỗ Tình Tuyết đến khách sạn 5 sao mà cô ta đang ở Tu Hà. Đỗ Tình Tuyết đứng ở cửa, cả người run rẩy, cô ta nhìn Tiêu Chính Văn, do dự rất lâu mới yếu ớt nói, anh có thể ở lại với tôi không? Tiêu Chính Văn nhìn trời, đáp, không còn sớm nữa, con gái tôi vẫn đang chờ tôi về. Đỗ Tình Tuyết thấy thế, ánh mắt tỏ vẻ lạc lõng, nhìn Tiêu Chính Văn xoay người rời đi. Tại sao người đàn ông này chẳng hiểu gì về suy nghĩ của phụ nữ thế? Trời chạng vạng tối, Tiêu Chính Văn trở về nhà, Khương Vi Nhan đã nấu xong cơm tối, đang cùng Nana chờ anh. Thấy Tiêu Chính Văn trở về, Nana giang hai tay, cười tươi rói nhào vào lòng anh, hét lên, bố về rồi. Tiêu Chính Văn bế Nana lên, trêu chọc cô bé một lúc. Vẻ mặt Khương Vi Nhan cũng rất mệt mỏi, nhưng khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc, cười nói anh ngồi xuống ăn đi. Tiêu Chính Văn gật đầu, chưa đi được hai bước thì đột nhiên Nana nhăn mũi, ngửi người Tiêu Chính Văn, nói vẻ nghi ngờ, bố, sao trên người bố lại có mùi nước hoa của cô khác thế? Tiêu Chính Văn sững sờ, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Khương Vi Nhan, phát hiện sắc mặt cô lập tức sầm xuống. Vậy sao? Tiêu Chính Văn lắp bắp, vẻ mặt lúng túng, đáp chắc là, hôm nay bố đi cùng sếp, không cẩn thận bị dính vào người, anh vừa nói xong. Khương Vi Nhan đã ghé lại, chóp mũi khẽ ngửi người anh. Khiến Tiêu Chính Văn hết cả hồn. Anh là chủ soái, là vua Bắc Lương, đã bao giờ phải kinh hồn khiếp đảm như hôm nay chứ? Nếu để 300.000 tướng sĩ Bắc Lương nhìn thấy thì chắc cười chết anh mất. Ôi chao, nhìn thấy chưa? Long soái năm sao Bắc Lương trời không sợ đất không sợ, khiến đội quân triệu 18 nước nghe tên sợ mất mật, vậy mà lại sợ vợ mình điều tra như vậy. Sắc mặt Khương Vi Nhan lập tức sững sờ, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia sáng, chất vấn anh khai thật đi, có phải là mùi nước hoa của nữ tổng giám đốc kia không? Tiêu Chính Văn phát hoảng, giải thích, đây, Vi Nhan, em phải tin anh, thực sự là anh bất cẩn dính phải thôi, hôm nay anh ăn bữa cơm với cô ấy, sau đó đưa cô ấy về khách sạn, anh thề anh không làm chuyện gì cả. Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Khương Vi Nhan thấy anh như thế. Bật cười nói, được rồi, em tin anh, lại đây ăn cơm đi. Tiêu Chính Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Nana đang che miệng cười trộm, anh cốc vào đầu cô bé một cái, nói tại con cả đấy. Còn cười nữa, Nana lè lưỡi nói, lêu lêu lêu, chỉ cần bố không làm chuyện gì có lỗi với mẹ và Nana thì sợ gì chứ. Tiêu Chính Văn không còn lời nào để nói, con bé này thật là danh ma quỷ quái. Trong bữa cơm, Khương Vi Nhan nói, đúng rồi Chính Văn, hôm nay chị Mỹ Nghiên nói với em là, ngày mai muốn em đi chọn váy cưới với chị ta. Lúc nói, giọng nói Khương Vi Nhan hơi yếu ớt. Cô cũng muốn một chiếc váy cưới thuộc về riêng mình, trong lời chúc phúc của người thân và bạn bè, gả cho người đàn ông cô yêu nhất. Chọn váy cưới, Tiêu Chính Văn nhíu mày, sau đó nói, thế thì em đi đi, có cần anh đi cùng không? Khương Vi Nhan lắc đầu đáp, ý của chị Mỹ Nghiên là chỉ mình em đi cùng thôi. Tiêu Chính Văn gật đầu, nhìn Khương Vi Nhan một cái, phát hiện sắc mặt cô hơi cô đơn,
đương nhiên anh biết trong lòng cô đang nghĩ những gì. Ừ, em cũng xem váy cưới cho mình luôn đi, nếu cần thì gọi cho anh chọn cùng em, Tiêu Chính Văn thản nhiên cười nói. Thật sao? Khương Vi Nhan cười tươi như hoa, nụ cười thuần khiết, khiến người ta đắm chìm. Tiêu Chính Văn cười đáp, đương nhiên rồi, em là vợ anh đã nói rồi, ngày 28 anh sẽ làm lễ cưới bù cho em, chọn chiếc váy cưới em thích nhất. Nếu như không có thì chúng ta sẽ đặt may. Đặt may? Khương Vi Nhan vội vàng lắc đầu nói, không cần đâu, đặt may váy cưới đắt lắm. Hơn nữa, váy cưới cũng đâu mặc hàng ngày được, cả đời mặc một lần là được rồi, chúng ta thuê thôi. Chính vì cả đời mặc một lần nên mới càng quan trọng, Tiêu Chính Văn nói. Khương Vi Nhan cười tươi rói, nắm lấy tay Tiêu Chính Văn, nói cảm ơn anh Chính Văn, nhưng thực sự không cần lãng phí như vậy đâu, gia cảnh chúng ta như vậy, chỉ cần được mặc váy cưới, kết hôn với anh là em đã mãn nguyện rồi. Dứt lời, sắc mặt Khương Vi Nhan đầy vẻ ngại ngùng. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì im lặng một lúc, lặng lẽ gật đầu. Ăn xong cơm tối, thấy Khương Vi Nhan đã đưa Nana đi tắm, Tiêu Chính Văn ra ngoài cổng, gọi điện thoại cho Long Nhất. Nói, sắp xếp các đại sư thiết kế váy cưới nổi tiếng nhất cả nước, tôi muốn làm một bộ váy cưới quý giá nhất, nổi bật nhất cả nước cho Khương Vi Nhan. Tôi muốn để cô ấy mặc chiếc váy cưới tôi đặt làm, nhận lời chúc phúc của tất cả người dân Hoa Quốc. Chương 351, xinh đẹp như tiên. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, Khương Vi Nhan đã ra khỏi nhà, gọi xe đến phố áo cưới cao cấp nhất, đắt đỏ nhất Tu Hà. Đây là phố áo cưới lớn nhất Tu Hà. Toàn các thương hiệu nổi tiếng quốc tế. Chiếc váy cưới rẻ nhất cũng có giá mấy chục nghìn tệ. Phố áo cưới lớn nhất Tu Hà này ngày nào cũng nườm nượp khách ra vào. Lúc này, Khương Mỹ Nghiên đang đứng chờ ở cổng phố áo cưới, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt lạnh lùng. Cô ta mặc chiếc váy siêu ngắn thời trang, phô bày vóc dáng yêu kiều ra. Nhìn thấy Khương Vi Nhan vội vàng chạy tới, sắc mặt Khương Mỹ Nghiên lạnh tanh, tức giận mắng, sao tới muộn thế hả? Muộn mất 10 phút rồi. Cô có biết thời gian của tôi quý giá lắm không? Buổi chiều tôi còn phải đi chọn nhẫn với Khoan Nghiệp nhà tôi nữa. Khương Vi Nhan áy náy nói, em xin lỗi chị, đường bị tắc. Hừ. Khương Mỹ Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói, vốn tôi cũng không muốn gọi cô đến đâu, nhưng dù gì cô cũng là em họ duy nhất của tôi. Khương Mỹ Nghiên tôi kết hôn là chuyện lớn như vậy, chọn váy cưới đương nhiên phải dẫn cô theo rồi. Cũng để cho cô thấy khoảng cách giữa chúng ta lớn đến mức nào. Lời cô ta nói khiến Khương Vi Nhan cảm thấy rất tủi thân. Cô chỉ có thể yên lặng cúi đầu, đứng ở ven đường nghe dạy dỗ. Cảnh tượng này chẳng khác gì nữ tổng giám đốc kiêu ngạo đang trách móc trợ lý của mình. Mới nói hai câu đã bắt đầu tủi thân rồi, Khương Mỹ Nghiên mắng một câu rồi quay người đi. Khương Vi Nhan vội vàng đi theo sau. Hai người nhanh chóng đến một cửa hàng áo cưới to nhất phố. Vừa vào cửa đã cảm nhận được sự cao quý, xa xỉ, thanh lịch và tráng lệ bên trong. Đến đèn treo cũng là đèn treo thủy tinh thiên Nga có giá mấy trăm nghìn tệ. Khương Mỹ Nghiên dẫn theo Khương Vi Nhan bước vào, liền có hai cô gái mặc đồng phục màu đen bước tới đón tiếp, vóc dáng cao gầy, nở nụ cười hòa nhã, khẽ cúi người nói đầy cung kính, hai cô đến chọn váy cưới ạ. Khương Mỹ Nghiên cao ngạo gật đầu đáp, đúng rồi, lấy chiếc váy cưới đắt nhất. Mẫu mới nhất của cửa hàng các cô ra đây cho tôi xem nào. Vâng thưa cô, mời cô qua đây ạ, hai cô nhân viên làm động tác mời. Khương Mỹ Nghiên đi theo, còn Khương Vi Nhan thì bị những chiếc váy cưới đủ kiểu dáng bày trong cửa hàng làm cho chấn động. Thực sự là đẹp quá. Màu trắng tinh khôi, có cái lộ lưng, có cái hở ngực, có cái đính hoa, bộ nào cũng là chiếc váy cưới trong mơ của các cô gái. Nếu mặc chúng lên người thì chắc là đẹp lắm đây. Nhưng Khương Vi Nhan chỉ dám ngắm thôi, bởi vì cô tùy ý nhìn một bộ váy đã có giá 180.000 tệ, thật là, đắt quá đi. Khương Vi Nhan, còn ngơ ra đó làm gì hả? Tôi bảo cô đến chọn váy cưới với tôi chứ không bảo cô chọn của cô. Khương Mỹ Nghiên thấy Khương Vi Nhan ngẩn người liền cao giọng quở trách. Khương Vi Nhan vội vàng chạy tới, nói lời xin lỗi, sau đó lặng lẽ đứng phía sau Khương Mỹ Nghiên. Khương Mỹ Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu nhìn ba bộ váy cưới trước mặt. Lúc này, cô nhân viên bán hàng cũng giải thích, cô Khương, mấy bộ váy cưới này đều là những kiểu mới nhất trong cửa hàng chúng tôi, đều do đích thân Đại sư Nhất Phàm tự tay chế tác. Đại sư Nhất Phàm,
Ý cô là đại sư Nhất Phàm một trong 6 người tài trong giới thiết kế váy cưới của Hoa Quốc sao? Khương Mỹ Nghiên nghe thấy cái tên này thì hơi thở lập tức trở nên dồn dập, sắc mặt ửng hồng, tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Vâng thưa cô Khương, cả 3 bộ này, cô nhân viên mỉm cười nói. Chỉ có mỗi Khương Vi Nhan là không biết, đại sư Nhất Phàm này giỏi lắm sao? Nhưng nhìn dáng vẻ Khương Mỹ Nghiên thì hình như chị ta rất sùng bái đại sư Nhất Phàm này, tôi muốn thử bộ này, Khương Mỹ Nghiên chỉ vào bộ váy cưới đính kim cương ở ngực. Được, cô Khương, mời cô qua đây, cô nhân viên dẫn Khương Mỹ Nghiên vào phòng thử đồ. Khương Mỹ Nghiên tiện tay ném chiếc túi xách trong tay cho Khương Vi Nhan, gấp gáp xông vào phòng thử. Một mình Khương Vi Nhan đứng trong cửa hàng áo cưới có vẻ hơi lạc lõng, liền tùy ý nhìn ngắm. Đúng lúc này, một cô nhân viên khác tươi cười bước tới, nói, chào cô muốn xem váy cưới ạ? Khương Vi Nhan rất muốn lắc đầu, nhưng váy cưới ở đây thực sự quá đẹp, là phụ nữ, cô đúng là thấy động lòng thật. Chắc là xem thôi không sao đâu. Thấy vẻ do dự của Khương Vi Nhan, cô nhân viên kia liền cười nói, thưa cô, chúng tôi không thu phí xem váy cưới đâu, mỗi cô gái đều nên một lần khoác lên mình chiếc váy cưới ở cửa hàng Diamond. Bởi vì, chỉ có váy cưới ở cửa hàng Diamond mới hiểu lòng phụ nữ nhất. Hơn nữa, váy cưới ở cửa hàng Diamond chỗ chúng tôi có chất lượng tốt nhất, thiết kế độc đáo nhất trên cả nước, đảm bảo trong hôn lễ cả đời của mình, mỗi cô gái sẽ được mặc chiếc váy cưới có 102 trên toàn cầu, gả cho hoàng tử Bạch Mã có 102 mà cô ấy yêu thương nhất. Hiển nhiên Khương Vi Nhan đã bị thuyết phục, ánh mắt cô sáng rực, nhỏ giọng nói, vậy để tôi xem. Cô nhân viên mỉm cười, sau đó hỏi, cô có bạn trai chưa? Khương Vi Nhan ngại ngùng nói, tôi đã kết hôn rồi. Kết hôn rồi. Khuôn mặt cô nhân viên không khỏi tỏ ra hơi thất vọng. Đã kết hôn rồi tức là sẽ không mua váy cưới nữa. Nhưng, những cô nhân viên này đều đã được huấn luyện bài bản, vậy nên khuôn mặt vẫn giữ vẻ tươi cười, nói, không sao, cô cứ xem đi, cho dù cô đã từng kết hôn, thì chờ đến lúc cô làm đám cưới bạc, đám cưới vàng, cô vẫn có thể mặc váy cưới ở cửa hàng Diamond của chúng tôi. Đám cưới bạc, đám cưới vàng. Khương Vi Nhan hơi sững sờ, cô cũng muốn có đám cưới bạc, đám cưới vàng hạnh phúc ngập tràn như vậy. Nhưng những điều này vẫn chưa biết trước được. Thực ra, chồng tôi bảo ngày 28 tháng này sẽ tổ chức hôn lễ bù cho tôi, Khương Vi Nhan yếu ớt nói. Cô nhân viên kia nghe thấy thế, lập tức cười tươi như hoa, nói thế thì tốt quá, chứng tỏ anh ấy rất yêu cô. Cô xem bên này đi. Đây đều là những mẫu váy cưới khá mới của cửa hàng chúng tôi, giá cũng không đắt bằng 3 bộ vừa rồi. Nếu cô thích bộ nào thì cô cũng có thể mặc thử. Khương Vi Nhan gật đầu, nhìn mấy cái, phát hiện bộ nào cũng rất đắt, toàn hơn 100.000 cho đến mấy trăm nghìn tệ. Những bộ váy cưới này đắt cũng có nguyên nhân cả, bởi vì bộ nào cũng được đính ngọc trai và kim cương, tôi muốn thử bộ này, được không? Khương Vi Nhan nhìn chúng một bộ váy cưới hơi bảo thủ. Nhưng nhìn rất thanh lịch, cao quý. Cô nhân viên lập tức mỉm cười đáp, cô có mắt nhìn lắm, đây là bộ váy cưới vừa được đưa tới cửa hàng chúng tôi, tuy chỉ là nhà thiết kế nhỏ thiết kế, nhưng quan niệm thiết kế của anh ấy rất độc đáo, kết hợp những văn hóa 5.000 năm của Hoa Quốc chúng ta, phía sau lưng có hoa văn mây và phượng hoàng, hai vai cũng mang thiết kế kiểu quý tộc hoàng gia cổ điển. Cô nhân viên nói một tràng, cẩn thận lấy bộ váy cưới xuống. Sau đó dẫn Khương Vi Nhan tới phòng thử đồ bên cạnh. Khoảng mười mấy phút sau, Khương Mỹ Nghiên bước ra khỏi phòng thử đồ trước, trên người mặc bộ váy cưới màu trắng lóa mắt, rất cao quý nhã nhặn. Cô ta gấp gáp soi mình trong gương, vẻ mặt tươi cười. Cô ta thích bộ váy cưới này quá, lập tức kêu lên, Khương Vi Nhan, cô lại đây xem bộ này thế nào. Có phải được thiết kế riêng cho tôi không? Nhưng gọi mấy tiếng mà không ai trả lời. Một cô nhân viên cười đáp, tiểu thư Khương, cô gái đi cùng cô cũng đang thử váy cưới. Khương Mỹ Nghiên nghe thấy thế thì nhíu mày, kiêu ngạo nói, cô ta thì có thể mặc thử được váy cưới kiểu gì chứ? Với vóc dáng và khí chất đó của cô ta, mặc thử cũng chỉ làm bẩn váy cưới ở đây thôi. Nói xong, Khương Mỹ Nghiên vẫn say sưa ngắm bản thân đang mặc váy cưới trong gương, còn đứng tại chỗ xoay mấy vòng, càng nhìn càng thấy thích. Hai cô nhân viên bên cạnh cũng không ngừng khen Khương Mỹ Nghiên có vóc dáng đẹp, có khí chất, làn da đẹp. Nhưng, đột nhiên có mấy tiếng kêu the thé vang khắp sảnh trưng bày váy cưới. Khoảnh khắc đó, tất cả các nhân viên bán hàng trong cửa hàng đều che miệng, trợn trừng mắt,
nhìn Khương Vi Nhan bước ra khỏi phòng thử đồ. Chương 352, chồng đưa em đi báo thù. Đẹp quá, giống như nàng tiên dáng trần. Trong chiếc váy cưới trắng, khí chất và vóc dáng hoàn mỹ của Khương Vi Nhan được phô ra một cách hoàn hảo. Khoảnh khắc đó, chiếc váy cưới như đã tìm thấy được nữ chủ nhân của mình, vô cùng tỏa sáng. Lúc này, những chiếc váy cưới khác trong phòng trưng bày hoàn toàn bị lu mờ. Ngay cả những cô gái đang thử váy cưới gần đó cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào Khương Vi Nhan. Quá đẹp! Cô gái này là nữ chính bước ra từ phim thần tượng sao? Trên đời sao lại có người phụ nữ đẹp như này, vòng eo con ong thon gọn, tấm lưng trắng nõn như tuyết, cái cổ thiên nga ấy, thân hình và khí chất đoan trang, cứ như một vương phi. Khương Vi Nhan vẫn hơi xấu hổ, thấy phản ứng của mọi người, đôi gò má của cô ửng đỏ, khẽ hỏi, sao vậy ạ? Cô nhân viên bán hàng đang kinh ngạc vô cùng xúc động nói, tiểu thư, cô đẹp quá đi, chiếc váy cưới này cứ như thể làm ra để dành riêng cho cô vậy. Thật đó, từ lúc tôi đi làm tới nay đã nhiều năm nhưng chưa từng nhìn thấy cô gái nào mặc váy cưới đẹp như cô. Khương Vi Nhan lặng đi vì kinh ngạc, sững sờ hỏi, thật sao? Cô nhân viên bán hàng nghiêm túc gật đầu, còn mọi người đều bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ. Lúc này, ngay cả cặp đôi trẻ khác đang thử váy cưới cũng vô cùng kinh ngạc thốt lên, tôi cũng muốn mặc thử chiếc váy cưới đó. Khương Vi Nhan vô cùng ngại ngùng, nhút nhát nhìn mình trong gương, khoảnh khắc này cô rất muốn Tiêu Chính Văn ở bên cạnh. Nhưng, đột nhiên truyền tới tiếng giày cao gót cộp 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 trên nền đá hoa cương. Khương Vi Nhan chưa kịp phản ứng thì có tiếng gió lướt bên tai. Khương Mỹ Nghiên nổi giận đùng đùng giơ tay tát thẳng vào mặt Khương Vi Nhan. Bốp! Cái tát này khiến mọi người trong phòng trưng bày váy cưới đều ngơ ngác. Khương Vi Nhan che gò má ửng đỏ, nhìn Khương Mỹ Nghiên đầy vẻ khó hiểu. Khương Mỹ Nghiên lúc này vô cùng tức giận, chỉ vào mũi cô hét lớn, sao mày dám thử váy cưới? Hôm nay mày đi cùng tao lựa váy cưới cơ mà, cởi ra, tao bảo mày cởi nó ra, đồ con đàn bà đê tiện. Khương Mỹ Nghiên nổi giận, gào lên điên tiết. Vốn dĩ hôm nay cô ta tới chọn váy cưới. Cô ta đã thử bộ đắt nhất trong cửa hàng này, là chiếc váy cưới do chính tay đại sư Nhất Phàm, một trong 6 đại sư trong giới thiết kế váy cưới, chế tác. Nhưng kết quả lại bị con danh Khương Vi Nhan cướp mất vẻ nổi trội. Giây phút đó, Khương Mỹ Nghiên cũng cảm thấy Khương Vi Nhan là cô gái đẹp nhất thế giới, mà bản thân mặc bộ váy cưới đắt tiền nhất do đại sư nổi tiếng chế tác lại trông như con vịt xấu xí làm phông nền. Do đó, cô ta liền nổi giận. Đôi mắt Khương Vi Nhan ngân ngấn nước mắt, thắc mắc đặt câu hỏi, chị Mỹ Nghiên, sao chị lại đánh em làm sai gì sao? Khương Mỹ Nghiên cười khẩy, hét lên, sao tao đánh mày à? Con đàn bà đê hèn như mày còn không nhận ra hay sao? Nói xong, Khương Mỹ Nghiên quay đầu liếc nhìn cô nhân viên mua hàng đã tiếp đón Khương Vi Nhan và cặp đôi tới thử váy cưới, chỉ vào Khương Vi Nhan và hét lớn, mấy người nhìn đi. Cô ta là Khương Vi Nhan đã làm ô uế thanh danh vào 5 năm trước, sau khi bị người ta cưỡng hiếp đã mang bầu sinh ra đứa con gái. Cô ta là con đàn bà đê tiện từng bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương. Soạt! Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn Khương Vi Nhan cũng thay đổi, không còn thân thiện nữa, thậm chí còn ghen ghét, căm thù và giễu cợt. Không phải chứ, cô ta là Khương Vi Nhan chưa cưới đã chữa đó sao? Thật không ngờ! Con đàn bà đê tiện này cũng tới cửa hàng Diamond thử đồ cưới, cô ta định làm nhuốm bẩn biển hiệu Diamond hay sao? Phải đó, anh xem bộ dạng khi cô ta mặc váy cưới kìa, đúng là không có lòng tự trọng. Không đẹp chút nào cả. Vậy mà Diamond lại cho loại người hèn hạ như này thử váy cưới. Chồng ơi, chúng ta đi thôi, không mua nữa, bỗng chốc, xung quanh ồn ào bàn tán. Nhiều khách hàng cởi váy cưới và rời đi. Chuyện này khiến những nhân viên bán hàng lo lắng sốt ruột. Đến mức bọn họ căm hận nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan đang mặc váy cưới. Đều tại người phụ nữ này, khiến bọn họ hôm nay mất một khoản tiền lớn. Thấy khách hàng xung quanh có phản ứng mạnh mẽ như vậy, Khương Vi Nhan cũng rất ấm ức, nói chị Mỹ Nghiên, em không có, em không phải con đàn bà đê tiện như chị nói, em, bốp. Khương Mỹ Nghiên lại tát thêm một bạt tai nữa. Chửi bới, mày còn định giải thích nữa sao? Cởi nó ra, mày cởi nó ra cho tao. Nhìn chiếc váy cưới trên người Khương Vi Nhan, Khương Mỹ Nghiên thấy rất chướng mắt. Nghe cô ta nói vậy, mấy nhân viên bán hàng lập tức tiến tới, chỉ vào mũi Khương Vi Nhan mắng chửi, thưa cô,
mong cô mau cởi bộ đồ cưới ra. Trước nay thương hiệu váy cưới Diamond chúng tôi không cho hạng đàn bà đê tiện thử váy cưới. Cô không có tư cách để mặc nó. Cởi ra mau, đúng vậy, cô nhìn mà xem, đều do cô mà khách hàng của chúng tôi đã bỏ về hết một nửa rồi. Cô mau cởi ra rồi cút khỏi đây đi. Khương Vi Nhan rất ấm ức khi đối diện với những lời chỉ trích trách móc nặng nề, cô cúi đầu, từng giọt nước mắt tí tách rơi. Cô chưa kịp thay thì mấy nữ nhân viên bán hàng và Khương Mỹ Nghiên cứ như nổi điên bao vây cô lại, thô bạo cởi váy cưới của cô xuống. Cứ như vậy, ở nơi đông người, Khương Vi Nhan đã bị ép cởi váy cưới bên ngoài, sau đó để lại mình cô trơ trọi với bộ đồ lót trong phòng trưng bày váy cưới. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi cô gái đều kinh ngạc bởi vóc dáng của Khương Vi Nhan. Đây là người phụ nữ từng sinh một đứa con sao? Cơ thể này quá đẹp. Da dẻ trắng như ngọc, vòng eo thon nhỏ không hề có vết rạn. Những đường nét trên cánh tay và đôi chân ngọc cũng hoàn mỹ không tì vết. Điều này thật khiến người khác ganh tị. Khương Vi Nhan run rẩy, ôm vai lao vào phòng thử đồ, mặc lại bộ đồ của mình, rồi lau nước mắt chạy một mạch ra khỏi cửa hàng váy cưới. Lúc đó, cô cảm thấy vô cùng mất mặt, cực kỳ tủi thân. Cô chạy thật xa rồi mới ngồi xổm xuống ở một bên bậc thềm đá bật khóc nức nở. Hu hu hu, Tiêu Chính Văn, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu vậy? Khương Vi Nhan đau khổ, không ngừng lẩm bấm số gọi cho Tiêu Chính Văn. Mà lúc này, một giọng nói lo lắng vang lên sau lưng cô. Vi Nhan, sao vậy? Ai bắt nạt em? Lúc này, Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Khương Vi Nhan với vẻ mặt lo lắng, trong đôi mắt lấp lánh tình yêu thương. Hôm nay anh không có việc gì làm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chọn tới phố váy cưới xem thử. Không ngờ vừa tới đây đã thấy một mình Khương Vi Nhan chạy trên đường khóc thút thít. Lòng anh rất đau. Người phụ nữ của vua Bắc Lương sao lại đau lòng đến mức này? Tiêu Chính Văn, hu hu hu. Khương Vi Nhan ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa nhào vào lòng Tiêu Chính Văn, ấm ức khóc nấc lên. Tiêu Chính Văn xúc động, che giấu sát khí lạnh thấu xương trong đôi mắt, nhẹ nhàng xoa lưng cô, an ủi nói, muốn khóc thì cứ khóc lớn lên, khóc xong rồi thì nói anh nghe, ai dám bắt nạt em, chồng em đưa em đi báo thù. Chương 353, bốp bốp bốp. Sau khi khóc hồi lâu, Khương Vi Nhan mới lau nước mắt, hít một hơi thật sâu. Đi. Tiêu Chính Văn nói một tiếng rồi dẫn Khương Vi Nhan rời đi. Đi đâu? Khương Vi Nhan sửng sốt, lo lắng hỏi. Tiêu Chính Văn nói, đương nhiên là đi báo thù cho em rồi. Người phụ nữ của Tiêu Chính Văn sao phải khóc đến mức này chứ? Nước mắt của em chỉ có thể rơi vì anh thôi. Khương Vi Nhan sửng sốt, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng cô lập tức kéo Tiêu Chính Văn lại, lắc đầu nói, không cần đâu Tiêu Chính Văn, em không sao, em nói thật mà. Nói xong, Khương Vi Nhan cố nở nụ cười. Tiêu Chính Văn vuốt ve má cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên khóe mắt, nói, nhưng anh thì có. Người phụ nữ của anh bị bắt nạt, người làm chồng là anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em. Nhưng, Khương Vi Nhan muốn nói thêm, nhưng lại bị Tiêu Chính Văn kéo đi thẳng tới tiệm váy cưới Diamond. Bởi vì, khi rời đi lúc sáng nay, Khương Vi Nhan nói rằng cô sẽ cùng Khương Mỹ Nghiên đi chọn váy cưới ở tiệm váy cưới Diamond. Hơn nữa, tiệm váy cưới Diamond này còn là một thương hiệu quốc tế, đồng thời cũng là tiệm váy cưới đắt nhất ở Tu Hà. Tiêu Chính Văn cứ thế kéo Khương Vi Nhan, giữa những ánh mắt tò mò của người qua đường, lạnh lùng đẩy cửa tiệm váy cưới. Các cô nhân viên bán hàng vẫn đang giúp Khương Mỹ Nghiên thử váy cưới. Lúc này, Khương Mỹ Nghiên đã khoác lên mình chiếc váy cưới mà Khương Vi Nhan đã thử trước đó. Tuy nhiên, nhìn bản thân trong gương khiến Khương Mỹ Nghiên rất không hài lòng. Tại sao chứ? Tại sao mình mặc lên lại không đẹp như Khương Vi Nhan? Cô ta tức chết mất. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn dẫn Khương Vi Nhan vào. Khương Mỹ Nghiên vừa nhìn thấy Khương Vi Nhan, liền tức giận hét lên, đồ lẳng lơ. Cô còn dám bước vào đây sao? Sao nào, cô tưởng là cô dẫn theo thằng con rể vô dụng tới đây, thì tôi không dám động đến cô à? Vừa nói, Khương Mỹ Nghiên đã giơ tay lên, muốn tát Khương Vi Nhan. Bốp! Kết quả là cái tát của Khương Mỹ Nghiên còn chưa hạ xuống, bàn tay to dày của Tiêu Chính Văn đã đập thẳng vào mặt Khương Mỹ Nghiên. Mọi người xung quanh sững sờ. Ai nấy hít sâu một hơi. Khương Vi Nhan sửng sốt, che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn.
Lúc này, khuôn mặt của Khương Mỹ Nghiên đầy vẻ kinh hãi, miệng há hốc, hai mắt mở to, cô ta dùng tay che đi bên má đang sưng tấy lên của mình, hoài nghi nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, rồi điên tiết hét lên, anh dám đánh tôi. Tiêu Chính Văn, anh bị điên à, một con có hoàng ăn bám như anh mà cũng dám đánh tôi. Tôi đánh chết anh, vừa hét, Khương Mỹ Nghiên vừa cào Tiêu Chính Văn bằng cả hai tay. Nhưng ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn tựa như tu la, khiến cho Khương Mỹ Nghiên sững sờ, sau đó anh lại giáng cô ta một cái bạt tai, lạnh giọng quát, điên đủ chưa? Hai cái tát liên tiếp này rốt cuộc cũng đã làm Khương Mỹ Nghiên tỉnh lại. Cô ta kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, điên cuồng hét lên, Tiêu Chính Văn. Anh đợi đấy, anh cứ đợi đấy cho bà đây. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết mặt, vừa nói, cô ta vừa nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan, quát mắng, Khương Vi Nhan, cô được lắm. Cô tưởng là cô tìm một thằng vô dụng chống lưng cho cô, là tôi không dám làm gì cô sao? Các người cứ đợi đấy cho tôi. Dứt lời, Khương Mỹ Nghiên tức giận cởi bỏ váy cưới, tự mặc quần áo, hùng hổ rời khỏi tiệm váy cưới Diamond. Khương Mỹ Nghiên lao ra khỏi tiệm váy cưới, tức giận gọi điện thoại cho Ngô Khoan Nghiệp. Khóc lóc ỉ ôi, chồng. Anh mau đến phố áo cưới, anh phải làm chủ cho em. Tiêu Chính Văn đó dám tát em hai cái trước tất cả mọi người. Cục tức này em nuốt không trôi. Ở bên kia điện thoại, Ngô Khoan Nghiệp đang làm việc cùng nữ trợ lý mới được tuyển dụng của cậu ta trong văn phòng, tức đến nỗi thở phì phò. Lúc nghe thấy lời này, cậu ta lập tức hét lên, cái gì? Tiêu Chính Văn dám đánh em. Được rồi, em chờ anh dẫn người qua đó ngay. Trong cửa tiệm váy cưới, Tiêu Chính Văn, không phải mình đã gây họa rồi đấy chứ. Lúc này Khương Vi Nhan mới ngỡ ra, vẻ mặt hết sức lo lắng. Tiêu Chính Văn nhếch môi cười, không sao, chúng ta cứ việc chờ thôi. Dứt lời, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn các cô nhân viên, rồi hỏi Khương Vi Nhan bên cạnh, vừa rồi bọn họ bắt nạt em sao? Khương Vi Nhan yếu ớt đứng sau lưng Tiêu Chính Văn, đang định lắc đầu. Kết quả? Mấy cô nhân viên bán hàng đó lập tức chỉ vào Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, ai nấy tức giận ra mặt, quát tháo, hai người làm cái gì vậy? Có biết hai người vừa đuổi mất một khách hàng lớn của chúng tôi không? Đúng là một con chó cái, lại còn dẫn theo một thằng đàn ông không biết từ đâu ra, qua đây làm loạn. Cô tưởng cửa tiệm Diamond chúng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Cút ngay, nếu không, chúng tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ. Tiêu Chính Văn lập tức hiểu được tình huống, khóe miệng nở nụ cười nhạt nói, vừa rồi có bao nhiêu người bắt nạt vợ tôi. Các cô nhân viên nhìn nhau, rồi bật cười ha hả đầy mỉa mai. Một cô nhân viên trong số đó còn khoanh hai tay trước ngực, đánh giá Tiêu Chính Văn và khinh khỉnh nói, tôi còn tưởng là ai. Hóa ra anh là chồng của con đĩ này à? Chậc chậc, trông quá tầm thường, vóc dáng thế này chắc cũng không đến 500 tệ, đúng không? Sao nào? Anh vẫn còn muốn ra mặt cho con đĩ này à? Tiêu Chính Văn liếc mắt sang nhìn, trong mắt tỏa ra khí lạnh thấu xương, ý thù địch cũng lập tức tỏa ra xung quanh. Bốp! Anh thẳng tay tát cô nhân viên vừa luôn mồm nói từ con đĩ, ngã vật xuống đất. Cô không nghĩ việc mình mở mồm ra là mắng người ta là đĩ, thể hiện trình độ văn hóa của cô rất thấp sao, Tiêu Chính Văn hàn lạnh lùng nói, khí lạnh bùng phát. Cái tát này đã khiến các cô nhân viên khác trong cửa tiệm sững người. Tiểu lệ, em có sao không? Chị Lệ, anh bị điên à, dám đánh chị Lệ cửa tiệm chúng tôi. Mấy cô nhân viên ngay lập tức vây quanh Tiêu Chính Văn, không ngừng mắng mỏ, trông như một đám gà mẹ kêu cục ta cục tác. Tiêu Chính Văn tối sầm mặt xuống, khí thế khủng khiếp trên người lập tức tỏa ra cuồn cuộn, làm cho tất cả nhân viên hoảng sợ ra mặt, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Anh muốn làm gì? Tôi nói rồi đấy nhé. Anh đừng có lộn xộn. Đây là tiệm váy cưới Diamond, là cửa tiệm váy cưới đắt nhất Tu Hà. Sếp Khưu của chúng tôi là một trong những cổ đông lớn của phố áo cưới Tu Hà. Nếu anh gây rối ở đây thì đừng hòng chuồn đi được. Đối mặt với khí tức kinh khủng như sát thần của Tiêu Chính Văn, các cô nhân viên này hoảng sợ tột độ. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn lạnh lùng nói, tôi muốn mấy người các cô xin lỗi vợ tôi. Ngay lập tức, bọn họ khịt mũi bật cười. Anh đang nói cái gì vậy? Bắt chúng tôi xin lỗi con chó cái này. Ôi cậu bạn này, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Tiệm váy cưới Diamond chúng tôi là một thương hiệu quốc tế. Đừng có mơ, ha ha,
cười chết mất, anh nghĩ anh là ai chứ, dám bắt chúng tôi xin lỗi á. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn nhếch khóe miệng, lộ ra ý châm chọc, nói, vậy ý của các cô là không xin lỗi sao? Lúc này, Khương Vi Nhan vội vàng kéo cánh tay Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, đi thôi, đừng gây chuyện nữa. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn chỉ vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, nói, không sao, nếu làm sai thì phải xin lỗi. Đó là lẽ tự nhiên, là điều chính đáng. Chẳng lẽ một thương hiệu diamond lớn như vậy mà dám bắt nạt khách hàng sao? Này, đúng là cửa tiệm chúng tôi bắt nạt khách đấy. Hai người cút khỏi đây ngay. Đúng đấy, cút đi, chúng tôi đã gọi nhân viên bảo vệ đến rồi. Mấy cô nhân viên kiêu ngạo ra mặt. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh tanh, nói, đây là ý của các cô, hay là ý của ông chủ các cô? Cái gì mà chúng tôi, cái gì mà ông chủ hả? Anh quan tâm gì mà nhiều thế? Cút ngay, sao nào, anh định gọi ông chủ của chúng tôi ra đây chắc? Tiểu Lệ đang ôm lấy hai má sưng tấy của mình, vẻ mặt hung ác. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay cửa tiệm vắng tanh thế này? Các cô đang làm gì đấy? Mấy cô nhân viên thấy người đến, lập tức kính cẩn kêu lên, quản lý Uông. Mà cô nhân viên tên Tiểu Lệ cũng vội vàng chạy tới, bất bình khóc lóc nức nở, quản lý Uông, cuối cùng anh cũng tới rồi, hai người này đến cửa tiệm của chúng ta làm loạn lên đây này. Chương 354, láo xược, dừng tay ngay. Người đàn ông bước vào khoảng ngoài 30 tuổi, đeo kính gọng đen, người tương đối mập, bụng bia, gương mặt đầy thịt của hắn tối sầm xuống. Làm loạn. Quản lý Uông siết chặt gọng kính, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng, hỏi, làm sao vậy? Cô nhân viên bán hàng tên Tiểu Lệ lập tức khóc nói, quản lý. Chính hai người này đã đuổi khách hàng trong cửa tiệm của chúng ta đi. Có một quý cô muốn mua bộ váy cưới truyền thế của đại sư Nhất Phàm, nhưng lại bị tên này cho hai cái bạt tai liền bỏ đi mất. Hơn nữa, anh ta còn hung hăng tát em, yêu cầu bọn em xin lỗi. Quản lý Uông nghe câu được câu chăng, nhưng khi biết đối phương bắt nạt nhân viên cửa tiệm của mình, hắn hết sức tức giận, liếc thấy vết tát in trên má Tiểu Lệ, lập tức quay người lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với đôi mắt như phun lửa, hỏi, anh đánh cô ấy à? Vẻ mặt Tiêu Chính Văn lạnh tanh, cũng không phủ nhận, nói, đúng vậy. Vừa nghe thấy giọng điệu anh ngang ngược như vậy, quản lý Uông nổi giận đùng đùng, quát mắng, anh không biết tiệm váy cưới diamond của chúng tôi là tiệm váy cưới đắt nhất Tu Hà sao? Nhân viên cửa tiệm của chúng tôi ở đây có khuôn mặt đẹp hàng đầu Tu Hà đấy nhé. Cái tát này của anh ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt bảo bối của cửa tiệm chúng tôi rồi, sau này cô ấy đón tiếp khách kiểu gì? Ngay bây giờ, tôi yêu cầu anh không chỉ phải xin lỗi Tiểu Lệ, mà còn phải bồi thường tiền thuốc men, tổn thất tinh thần, cũng như tiền phí làm lỡ công việc cửa tiệm. Tổng cộng là 1 triệu tệ. Quản lý Uông này vừa mở miệng đã đổi trắng thay đen. Mấy cô nhân viên ở bên cạnh cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, hất cằm lên nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Cứ như, trong một khắc đó, quản lý Uông trong mắt bọn họ chính là chỗ chống lưng vô cùng vững chắc. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó hỏi, chẳng lẽ quản lý Uông không hỏi tôi tại sao tôi lại đánh cô ta sao? Quản lý Uông nhướng mày, rồi nói, không cần biết vì lý do gì, việc đánh nhân viên của cửa tiệm Diamond chúng tôi chính là một sai lầm lớn. Xin lỗi cô ấy ngay lập tức cho tôi. Đúng đấy, xin lỗi ngay. Hừm, bây giờ hối hận cũng vô dụng. Một tên rác rưởi cùng một con chó cái, dám làm phiền cửa tiệm Diamond chúng ta. Đối mặt với những lời mắng mỏ của đám người, Khương Vi Nhan có chút sợ sệt. 1 triệu tệ đấy. Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Cô kéo cánh tay của Tiêu Chính Văn, lo lắng nói, Tiêu Chính Văn, hay là mình xin lỗi đi, không sao, có anh ở đây. Anh không tin Diamond này dám cậy mình là một cửa tiệm lớn mà bắt nạt khách, ăn nói ngang ngược, đổi trắng thay đen. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, anh dùng ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm quản lý Uông, nói anh có chắc muốn chúng tôi xin lỗi không? Thấy vậy, quản lý Uông bật cười, chế giễu, không rõ thì sao nào? Anh ăn mặc thế này chứng tỏ anh cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Dám tới Diamond gây sự, tôi bắt hai người xin lỗi đền tiền đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Như trước đây là tôi trực tiếp gọi nhân viên bảo vệ tới đánh gãy chân hai người, sau đó ném ra ngoài rồi đấy. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói có vẻ như Diamond đúng là cậy thế hiếp người,
có chút thú vị. Tôi lo lắng nếu tôi xin lỗi, anh và cả sếp Khư phía sau anh nữa, không kham nổi đâu, xì xào. Nghe thấy lời này, vẻ mặt quản lý Uông run lên, đột nhiên hắn bị khí thế của Tiêu Chính Văn áp đảo. Cảm giác lạnh dùng mình này đáng sợ quá. Người đàn ông này dường như không hề bình thường như vẻ bề ngoài. Lẽ nào là ảo giác? Quản lý Uông nhíu mày mắng, vớ vẩn. Có chuyện gì mà Diamond chúng tôi không gánh nổi chứ? Sếp Khư của chúng tôi là một trong những cổ đông lớn của phố áo cưới Tu Hà. Chỉ cần ông ấy nói một câu, anh sẽ phải quỳ xuống dập đầu xin tha mạng ngay. Ồ, thật sao? Vậy chúng ta cùng chờ xem. Tiêu Chính Văn vừa nói, vừa lấy điện thoại di động ra và bấm số của Trịnh Thiên Thái. Vốn dĩ anh định gọi cho Long Nhất, nhưng lại nghĩ đây là Tu Hà, có lẽ để Trịnh Thiên Thái ra mặt sẽ thích hợp hơn. Tôi đang ở tiệm váy cưới Diamond, ông dẫn theo một số người tới đi. Ừ, đúng rồi, mang thêm 1 triệu tệ tiền mặt nữa, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Trịnh Thiên Thái ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt không thôi, sắc mặt trở nên nghiêm túc, rất nhanh đã đáp lại, vâng, vâng, anh Tiêu, tôi tới ngay. Sau khi Tiêu Chính Văn cúp máy, Trịnh Thiên Thái ngơ ngác nhìn điện thoại, lẩm bẩm tiệm váy cưới Diamond. Đứa nào mắt mù đắc tội anh Tiêu vậy? Lúc này, trợ lý bước vào nói, Thiên gia, tổng giám đốc Khư của phố áo cưới đợi bên ngoài đã lâu rồi ạ. Ông có muốn cho ông ta vào không? Nghe vậy, Trịnh Thiên Thái giật mình. Tổng giám đốc Khư của phố áo cưới, đó chẳng phải là ông chủ của tiệm váy cưới Diamond sao? Cho ông ta vào đi, Trịnh Thiên Thái lạnh lùng nói. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc vest và đi giày ra bước vào văn phòng, vẻ mặt hết sức khiêm tốn, nở nụ cười nịnh nọt, Thiên gia, tên tôi là Khưu Trạch, là một trong những cổ đông của phố áo cưới, và đồng thời cũng là ông chủ cửa tiệm Diamond. Đây là một dự án hợp tác của phố áo cưới chúng tôi, mời Thiên gia xem qua. Trịnh Thiên Thái đứng dậy, mặc áo khoác, cũng không thèm nhìn đến tập tài liệu trong tay Khưu Trạch, lạnh lùng nói, Tổng Giám Đốc Khưu, ông đến đúng lúc lắm, cùng tôi đi tới tiệm váy cưới của ông một chuyến. Khưu Trạch sửng sốt, trên mặt lập tức nở nụ cười, nói, Thiên gia, ông muốn chọn váy cưới cho vợ sao? Trịnh Thiên Thái sửng sốt, giọng nói lạnh tanh, chọn váy cưới quái gì chứ? Anh Tiêu nhờ tôi dẫn người và cầm theo 1 triệu tệ tiền mặt đến tiệm váy cưới của ông. Ông có biết hậu quả của việc đắc tội anh Tiêu không? Trước lời quát tháo đột ngột của Trịnh Thiên Thái, Khưu Trạch không ngừng túa mồ hôi trên trán. Khí thế của ông trùm thế giới ngầm Tu Hà hết sức kinh người. Thiên gia, tôi không hiểu lắm, anh Tiêu là ai mà cần ông đích thân dẫn người qua đó, Khưu Trạch hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Trịnh Thiên Thái hừ lạnh một tiếng, nói, ông Khưu, ông chỉ cần biết anh Tiêu này là một nhân vật mà cả ông và tôi đều không thể đắc tội. Chỉ cần anh Tiêu nói một câu, Trịnh Thiên Thái tôi có thể sẽ phải cút ngay khỏi địa vị hiện tại của mình. Cho dù anh Tiêu bảo tôi kết liễu đời mình, tôi cũng phải làm theo. Hiểu chưa, bùm. Câu này tựa như quả bom nổ bên tai Khưu Trạch. Mẹ ơi, anh Tiêu này có thân phận cao quý như vậy sao? Đến cả Thiên gia Tu Hà cũng phải một mực tôn kính. Tôi hiểu, hiểu rồi, Khưu Trạch gật đầu. Trịnh Thiên Thái không nói lời thêm dư thừa, ông ta lập tức dẫn theo hơn 30 vệ sĩ mặc vest, hơn nữa còn đích thân mang theo 1 triệu tệ tiền mặt, rồi lên chiếc Maybach. Khưu Trạch ngồi bên cạnh ông ta mà người run lẩy bẩy. Bây giờ, ông ta thực sự hoảng loạn. Xem ra, là kẻ mù mắt nào đó trong tiệm váy cưới của mình đã đắc tội với anh Tiêu này. Tuyệt đối đừng là nhân viên của cửa tiệm ông ta, bằng không, ông ta xong đời rồi. Trịnh Thiên Thái đương nhiên có thể thấy được sự căng thẳng của Khưu Trạch, lạnh giọng nói, ông Khưu, ông đừng căng thẳng, anh Tiêu sẽ thưởng phạt rõ ràng. Chỉ cần không phải lỗi của ông sẽ bình an vô sự, còn những chuyện khác, chỉ cần anh Tiêu xuôi cơn giận là được rồi. Tới lúc đó, nếu cấp dưới của ông Khưu thật sự có mắt như mù mà đắc tội với anh Tiêu thì cứ theo ánh mắt của tôi mà hành động là được. Vâng, vâng, cảm ơn Thiên gia đã nhắc nhở tôi, Khưu Trạch lấy khăn tay ra, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Chưa đầy 10 phút, đoàn xe của Trịnh Thiên Thái đã dừng lại trước tiệm váy cưới Diamond. Trong cửa hàng lúc này, quản lý Uông và một cô nhân viên đang chỉ vào Tiêu Chính Văn quát mắng với giọng điệu mỉa mai và ngang ngược. Bên cạnh đó, cũng có 7-8 nhân viên bảo vệ cầm dùi cui điện. Tên nhãi nhép này, xem ra anh rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Người đâu,
đánh gãy một bên chân của đôi nam nữ chó đẻ này cho tôi. Quản lý Uông giống lên. Đột nhiên, một tiếng hét tức giận vang lên từ ngoài cửa tiệm. Láo xược, dừng tay ngay, dừng hết lại cho tôi. Ai dám ra tay? Đám người nghe thấy vậy lập tức quay ra nhìn, liền thấy Khưu Trạch với vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng chạy vào trong cửa tiệm. Chương 355, quỳ xuống xin tha. Lúc này, khi quản lý Uông và mấy cô nhân viên nhìn thấy Khưu Trạch lao vào với vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng, cũng sững người. Quản lý Uông lập tức chạy đến, kêu lên đầy cung kính, Tổng Giám Đốc Khưu, sao tự nhiên ông lại đến đây vậy? Ông yên tâm, tôi sẽ giải quyết tốt chuyện này, sắp xong rồi, ông chờ tôi một lát. Vừa nói xong, quản lý Uông đã quay đầu quát các nhân viên bảo vệ, mấy anh làm gì mà ngớ người ra vậy? Còn không mau ném hai tên phá rối này ra ngoài đi. Không thấy sếp lớn của chúng ta tới giám sát công việc sao? Nghe vậy, đám nhân viên bảo vệ lập tức giơ dùi cui điện trên tay và đi về phía Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan sợ tới mức núp sau lưng Tiêu Chính Văn, cả người run lên, cô nghiêng đầu, sợ hãi nhìn đám nhân viên bảo vệ bước tới gần. Dừng ngay, ai cho mấy cậu làm vậy? Cút sang một bên cho tôi. Khưu Trạch nhìn thấy cảnh này, liền sợ tới nỗi tim thắt lại, ngay lập tức gầm lên. Vừa rồi ở trong xe, Trịnh Thiên Thái đã nói với ông ta, đây là anh Tiêu, mà người đứng cạnh anh ấy chính là cô Tiêu. Khưu Trạch không phải là một kẻ ngốc, mặc dù trông anh Tiêu ăn mặc hết sức bình thường, nhưng ông ta biết, bây giờ có rất nhiều nhân vật tầm cỡ thích ăn mặc giản dị, họ thích giả vờ nghèo khó, sau đó dạy dỗ mấy tên khốn nạn có mắt không tròng, suốt ngày xem thường người khác. Rõ ràng là anh Tiêu này cũng vậy. Hơn nữa, Thiên Gia đã nói rồi, anh Tiêu không thích người khác tiết lộ thân phận của mình. Do đó, Khưu Trạch gần như hiểu mọi chuyện trong nháy mắt. Ông ta quay đầu lại, giơ tay tát thật mạnh vào khuôn mặt to béo đầy dầu của quản lý Uông, sau đó hét lên, láo toét. Cậu làm phản đấy à? Cậu đối xử với khách hàng của tôi kiểu gì đấy? Cái tát này khiến quản lý Uông choáng váng. Đồng thời cũng khiến đám nhân viên trong cửa tiệm lập tức im lặng. Sếp lớn thực sự đánh quản lý Uông vì hai kẻ nghèo rớt mùng tơi kia sao? Quản lý Uông lúc này cũng ngạc nhiên không thôi, hắn ôm gò má, đáp lại vẻ tức giận và không phục, ông chủ, ông đánh tôi làm gì? Là hai người họ náo loạn cửa tiệm mà, người đàn ông đó còn đánh nhân viên của chúng ta, hơn nữa còn đuổi mất một khách hàng đắt giá nhất của chúng ta. Ông nên cho người dạy dỗ hắn một bài học mới phải chứ? Vớ vẩn, dạy dỗ cái gì, cậu mới là người cần được dạy dỗ ấy. Khưu Trạch lạnh lùng quát tháo, đồng thời không ngừng nháy mắt với quản lý Uông, chửi bới quản lý Uông. Lúc trước tôi đã dạy cậu như thế nào? Khách hàng là thượng đế của chúng ta, bây giờ cậu lại muốn ta tay với thượng đế của chúng ta sao? Anh muốn làm gì, không muốn làm việc nữa à? Câu này khiến tên quản lý Uông run lên sợ hãi, mặc dù trong lòng có rất nhiều bất mãn, nhưng khi nhìn thấy sếp lớn đang tức giận, hắn cũng không nói thêm được lời nào, chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt oán hận và lạnh lẽo. Chuyện quái gì thế này? Sếp có bị điên không? Ông ấy lại đi trách mình vì hai đứa nghèo kiết xác này. Thấy quản lý Uông đã ngừng nói, Khưu Trạch ngay lập tức tiến đến chỗ Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Nói lời xin lỗi hai vị khách quý, tôi là ông chủ của tiệm váy cưới Diamond, đồng thời cũng là một trong những cổ đông của phố áo cưới. Tôi rất xin lỗi, nhân viên của tôi đã xúc phạm hai người. Nếu hai người có gì không hài lòng hoặc cảm thấy không thoải mái, xin vui lòng nói với tôi. Nếu tôi có thể xử lý được, tôi sẽ lập tức làm ngay. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Vi Nhan hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ ông chủ cửa tiệm Diamond lại dễ gần và lịch sự đến vậy. Không, không có gì đâu, Khương Vi Nhan yếu ớt nói. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ông Khưu, nhân viên của ông và quản lý Uông, trước đó đã xúc phạm vợ tôi và vừa nãy cũng xúc phạm tôi, ông nói xem, chuyện này nên giải quyết thế nào. Nghe vậy, Khưu Trạch cau mày, khuôn mặt hết sức khó coi. Quản lý Uông ở phía sau nghe thấy Tiêu Chính Văn dám chất vấn sếp mình nên giải quyết thế nào, hắn lập tức nổi nóng, xông lên, dùng tay chỉ thẳng mũi anh mà quát cái thằng này. Đủ rồi đấy, trước mặt anh là sếp lớn của chúng tôi, hơn nữa còn là một trong những đại cổ đông của phố áo cưới, thế mà anh còn dám chất vấn sếp của chúng tôi phải giải quyết thế nào. Biến khỏi đây ngay, không thì anh, không thì làm sao.
Khưu Trạch lạnh lùng hỏi, ánh mắt lạnh tanh. Tôi xin lỗi, cậu, và cả mấy cô nữa, lập tức xin lỗi hai người họ ngay. Nếu hai người họ vẫn chưa đồng ý tha lỗi thì các người cứ tiếp tục xin lỗi. Nếu không, các người sẽ bị đuổi thẳng cổ. Đồng thời, tôi cũng sẽ ra lệnh, sau này phố áo cưới sẽ không tuyển dụng bất kỳ người nào trong số các cô các cậu. Khưu Trạch tức giận, giọng nói lạnh lùng vang lên, không ngừng quát. Lời của sếp lớn khiến quản lý Uông và các cô nhân viên hoảng sợ. Sếp, tại sao chứ? Đúng vậy, sếp, ông không biết đâu, vừa rồi tên này còn ra tay đánh chị Lệ của chúng ta mà. Sếp, tại sao ông lại thiên vị hai kẻ nghèo hèn này chứ? Đám nhân viên này đều tức giận, không muốn xin lỗi. Chứng kiến cảnh này, Khưu Trạch điên hết cả tiết, gầm lên, tôi cho các người 3 phút, xin lỗi ngay lập tức. Quản lý Uông đứng sau Khưu Trạch, cũng cảm nhận được cơn giận từ ông ta, lập tức cúi đầu trước Tiêu Chính Văn và xin lỗi, thưa anh và tiểu thư, tôi xin lỗi, trước đó tôi đã thất lễ, làm sai một số chuyện, xin hai người hãy tha thứ cho tôi. Thấy quản lý Uông nói lời xin lỗi, mấy cô nhân viên cũng chỉ có thể lần lượt cúi người xin lỗi, tôi xin lỗi. Tiêu Chính Văn nhếch môi, lạnh lùng nói, không đủ chân thành, ông chủ Khưu, tôi không nghĩ những người này xứng đáng để làm việc trong phố áo cưới, ông thấy thế nào? Nghe thấy lời này, Khưu Trạch lập tức hiểu ra, cười nịnh nọt, đúng vậy, anh nói rất đúng. Không biết cách tiếp đón khách, thật sự không xứng được làm việc ở đây. Nói xong, Khưu Trạch lại tiếp tục mắng vài người, kể từ hôm nay, các người chính thức bị sa thải khỏi tiệm váy cưới Diamond của tôi. Ngoài ra, toàn bộ phố áo cưới Tu Hà sẽ không nhận các cô vào làm việc. Biến đi, tiếng nạt nộ vang lên khiến đám nhân viên đều chết lặng. Ai nấy đều khóc lóc, kêu than, sếp ơi, đừng mà, đừng sa thải chúng tôi, sếp Khưu, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi thực sự sai rồi. Anh ơi, xin anh tha thứ cho chúng tôi còn phải nuôi người nhà nữa, Tiêu Chính Văn khịt mũi lạnh lùng, nói, việc tha thứ cho anh là việc của thiên gia, tôi chỉ bảo ông Khưu đưa mấy người đi gặp thiên gia mà thôi. Khương Vi Nhan đứng ở phía sau Tiêu Chính Văn, khẽ kéo cánh tay anh, thì thầm, Tiêu Chính Văn, chúng ta có nên tha thứ cho họ không? Anh nhìn đi, họ thật đáng thương, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói, Vi Nhan, em dễ mềm lòng quá. Phải biết rằng người khác sẽ không cảm ơn lòng tốt của em, mà ngược lại sẽ nghĩ là em đang thương hại họ, chỉ khiến họ càng thêm oán giận em mà thôi. Xã hội là như vậy, em phải học cách chấp nhận, học cách trở nên mạnh mẽ hơn và tàn nhẫn hơn. Nhưng, Khương Vi Nhan vẫn muốn nói thêm, nhưng lại cảm thấy những gì Tiêu Chính Văn nói rất có lý. Cô nghiêng đầu, nhìn gương mặt của Tiêu Chính Văn, không biết tại sao, cô luôn cảm thấy Tiêu Chính Văn đôi khi khiến cô không cách nào nhìn thấu được. Quản lý Uông đứng ở một bên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vốn tưởng rằng Tiêu Chính Văn sẽ quên mình, nhưng không ngờ rằng hắn vẫn không thể trốn thoát. Tiêu Chính Văn bước tới trước mặt quản lý Uông, lạnh lùng nói, lúc trước anh yêu cầu chúng tôi đền 1 triệu tệ phải không? Dứt lời, một người đàn ông mặc vest đen xách vali bước vào từ ngoài cửa. Anh ta mở vali ra, có 1 triệu tệ tiền mặt bên trong. Nhìn thấy cảnh này, quản lý Uông run lên vì sợ hãi. Quỳ dạp xuống đất kêu lên, tôi xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin anh hãy tha thứ cho tôi thực sự sai rồi. Là tôi có mắt như mù, xem thường người khác, tôi đáng chết, tôi đáng chết. Tôi xin anh tha cho tôi đi mà. Vừa nói, quản lý Uông vừa dập mạnh đầu xuống đất, hơn nữa còn tự vả mình. Tiếng kêu bốp bốp chấn động toàn bộ tiệm váy cưới. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, nói với Khưu Trạch, ông chủ Khưu. Người của ông tự xử lý. Sau đó, Tiêu Chính Văn quay lại và rời đi cùng với Khương Vi Nhan. Khưu Trạch cung kính đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn Tiêu Chính Văn rời đi. Sau đó, một tiếng hét thảm thiết như lợn chọc tiết của quản lý Uông vang lên từ trong tiệm váy cưới. Khi đã đi khỏi cửa tiệm được một đoạn rồi, Khương Vi Nhan mới lo lắng hỏi, Tiêu Chính Văn, chuyện vừa rồi rốt cuộc là sao vậy? Anh lấy đâu ra 1 triệu tệ tiền mặt thế? Chương 356, mạng lưới ám sát. Tiêu Chính Văn cười nói, tiền đi mượn đấy. Mượn, anh mượn ai? Khương Vi Nhan bối rối hỏi. Tiêu Chính Văn nghĩ một hồi rồi nói, sếp của anh. Cái cô tổng giám đốc Đỗ Tình Tuyết ấy á. Khương Vi Nhan nghi ngờ hỏi, sau đó gương mặt không chút che giấu vẻ ghen tị cùng cô đơn, nói, xem ra cô ấy đối xử với anh rất tốt, muốn mượn 1 triệu tệ cũng được.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu khi ghen của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn bật cười, véo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, nói, em đang nghĩ gì vậy? Anh và cô ấy chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Em đừng nghĩ linh tinh, chúng ta về đi. Khương Vi Nhan giả vờ tức giận, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, nói, anh nói thật không đấy? Giữa hai người còn có quan hệ gì nữa không? Lời này của cô là những gì cô thật sự muốn hỏi. Cuộc sống trong 5 năm qua đã khiến cô trở nên thận trọng và nhạy cảm hơn cả. Dù suốt thời gian ấy, tuy cô có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại rất mong manh, yếu đuối. Cô phát hiện bây giờ cô càng ngày càng không thể tách rời Tiêu Chính Văn, không thể rời khỏi mối quan hệ này. Bây giờ, lại xuất hiện nữ tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị, lúc nào cũng lượn lờ trước mặt Tiêu Chính Văn, hơn nữa còn mạnh tay cho vay 1 triệu tệ. Khiến Khương Vi Nhan cảm nhận được rất rõ có chuyện gì đó không ổn, thật mà. Anh thề với em, được chưa? Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, sau đó giơ tay thề. Khương Vi Nhan vội vàng nắm lấy tay anh, cười ngọt ngào, được rồi, em tin anh, chúng ta về thôi. Dứt lời, cả hai chuẩn bị bắt taxi về nhà. Nhưng, đột nhiên, trước mặt bỗng có vài chiếc xe dừng lại, 7-8 tên côn đồ cầm gậy từ trên xe bước xuống. Vẻ mặt hết sức hung tợn và độc ác. Bọn chúng lập tức bao vây Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan sợ tới mức núp sau lưng Tiêu Chính Văn, sợ hãi hỏi, bọn họ đang làm gì vậy? Tiêu Chính Văn cau mày lại, ánh mắt lộ rõ ý thù địch. Lúc này, Ngô Khoan Nghiệp cũng ôm Khương Mỹ Nghiên bước xuống từ một chiếc xe sang trọng khác. Sao thế? Hai người muốn rời đi à? Vẻ mặt Ngô Khoan Nghiệp lạnh tanh, nheo mắt lại. Khương Mỹ Nghiên bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt tối sầm, hét lên, Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Nhìn đi, tôi vừa mới tiêm hyaluronan và làm mũi xong, đã bị hai cái tát của anh đánh thành dạng này. Mấy anh xông lên cho tôi, đánh gãy cánh tay phải của tên này cho tôi. Còn con bé kia thì trói lại, tôi sẽ đích thân dạy dỗ cô ta trước mặt chồng cô ta. Khương Mỹ Nghiên nổi cơn điên, tức giận đùng đùng. Nghe vậy, 7-8 tên côn đồ lập tức đi về phía Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan với ánh mắt dữ tợn, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Khương Vi Nhan đột nhiên từ phía sau Tiêu Chính Văn xông ra, dang rộng hai tay, dùng thân thể mỏng manh chắn trước mặt anh, lớn tiếng nói với Khương Mỹ Nghiên, chị Mỹ Nghiên, em xin lỗi, em thay Tiêu Chính Văn xin lỗi chị. Có gì chúng ta từ từ nói được không? Từ từ nói. Nói con mẹ mày ấy. Khương Mỹ Nghiên tức giận hét lên, vẻ mặt hung tợn quát tháo, Khương Vi Nhan, đừng nói là cô giả ngốc đấy nhé. Cô cho rằng tôi dẫn theo nhiều người như vậy tới đây để nói chuyện với cô sao? Lúc trước khi chồng cô ra tay đánh tôi sao cô không đứng ra nói đi? Cút ngay, nếu không, tôi đánh cả cô luôn. Khương Mỹ Nghiên là như vậy đấy, loại người đổi trắng thay đen điển hình. Rõ ràng là lỗi của cô ta. Nhưng bây giờ lại nói như thể Tiêu Chính Văn là một kẻ tội đồ ghê tởm. Khương Vi Nhan đứng che trước mặt Tiêu Chính Văn, nhìn thấy đám côn đồ vung gậy trong tay, lao về phía mình, cô nhắm mắt lại, hét lên một cách sợ hãi. Tuy nhiên, cho dù sợ hãi, cô cũng không lùi bước. Nhưng, khi Khương Vi Nhan vẫn còn đang lo lắng, không có cây gậy nào đánh trúng cô cả. Cô run rẩy mở mắt. Lúc này mới nhận ra Tiêu Chính Văn đã đứng chắn trước mặt mình từ lúc nào không hay, đồng thời 7-8 tên côn đồ cũng ngã sóng xoài trên mặt đất. Tay của bọn chúng đều bị gãy, không ngừng gào thét thảm thiết. Chứng kiến cảnh này, Khương Vi Nhan kinh ngạc trợn to hai mắt, bàn tay nhỏ bé lập tức che miệng. Mặc dù biết Tiêu Chính Văn đã từng là một quân nhân, thân thủ không đơn giản, nhưng cảnh tượng đáng sợ như vậy vẫn khiến Khương Vi Nhan không khỏi sững sờ. Lúc này, Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp cũng chết sững khi nhìn thấy 7-8 tên côn đồ đã bị Tiêu Chính Văn đánh ngã xuống đất trong nháy mắt. Thấy Tiêu Chính Văn đang đi về phía mình, khuôn mặt lạnh tanh, Khương Mỹ Nghiên sợ tới mức lùi lại phía sau, nấp bên cạnh Ngô Khoan Nghiệp, kinh hãi hỏi, anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, Tiêu Chính Văn, nếu anh dám ra tay với chúng tôi, ông nội chắc chắn không tha cho anh đâu. Ngô Khoan Nghiệp cũng sợ hãi, cố gắng trốn sau Khương Mỹ Nghiên. Về phần Khương Mỹ Nghiên, cô ta cũng liều mạng trốn sau Ngô Khoan Nghiệp. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng một tiếng, sau đó quát cút. Một từ đơn giản nhưng lại tựa như một tiếng sấm vang lên,
khiến Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp hoảng loạn bỏ chạy, lao vào xe như điên, sau đó nổ máy xe, dầm, nhanh chóng rời khỏi đây. Thấy Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp đã chạy mất, Khương Vi Nhan thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, phù, làm em sợ chết khiếp, Tiêu Chính Văn, anh không sao chứ? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt liếc nhìn đám côn đồ đang nằm trên mặt đất, mỉm cười nói, không sao, chúng ta về thôi. Vâng, Khương Vi Nhan đáp. Lúc này, Ngô Khoan Nghiệp đang điên cuồng lái xe như bay, sau khi chắc chắn Tiêu Chính Văn không đuổi theo mình, cậu ta đỗ xe bên đường, hít sâu một hơi rồi nói, chết tiệt. Thằng này kinh thật đấy, tại sao thân thủ của anh ta lại mạnh như vậy? Khương Mỹ Nghiên cũng rất sợ hãi, chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta lập tức đập mạnh vào người Ngô Khoan Nghiệp, hét lên, Ngô Khoan Nghiệp. Đồ rác rưởi, chẳng phải anh nói những người mà anh tìm kiếm đều rất đáng tin cậy sao? 8 người đấy, đến cả một thằng ở rể vô dụng cũng đánh không lại. Có mất mặt không cơ chứ? Tôi tức chết mất, tức chết mất. Ngô Khoan Nghiệp cũng bực mình ra mặt, nói, làm sao anh biết được Tiêu Chính Văn lợi hại như vậy chứ? Không hổ danh từng là quân nhân, thể chất của anh ta khỏe thật. Phải làm gì bây giờ? Lẽ nào thế này là xong rồi à? Khương Mỹ Nghiên vẫn không hài lòng, hai tay khoanh trước ngực, hờn dỗi nói, tôi nói cho anh biết, nếu anh không dạy dỗ Tiêu Chính Văn cùng Khương Vi Nhan kia, tôi sẽ không lấy anh đâu. Nghe vậy, Ngô Khoan Nghiệp nhíu mày nói, Mỹ Nghiên, em đang nói linh tinh gì vậy? Anh vẫn còn một số mối quan hệ khác, anh gọi điện xem sao? Anh còn quen ai chứ? Đừng nói là lại giống mấy thằng ngu ngốc ban nãy đấy nhé. Khương Mỹ Nghiên nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ. Ngô Khoan Nghiệp nhếch môi, nói, những người này đâu có ngốc, em biết mạng lưới ám sát không? Mạng lưới ám sát, là sao? Khương Mỹ Nghiên nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu. Ngô Khoan Nghiệp cười nói, anh biết một người bạn có tài nguyên của mạng lưới ám sát. Chúng ta có thể đăng nhiệm vụ của mình lên trang web này, sau đó trả tiền, rồi cho những sát thủ của mạng lưới ám sát thay mình dạy dỗ Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Đây không phải là tổ chức sát thủ bí mật trong phim sao? Khương Mỹ Nghiên sửng sốt, hoảng hốt nói, làm như vậy không phải là giết người sao? Liệu có phải ngồi tù không? Ngô Khoan Nghiệp cười nói, đừng lo lắng, chúng ta chỉ cần bọn họ dạy dỗ Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, đánh gãy một chân hoặc một cánh tay gì đó thôi. Được rồi, anh mau liên lạc với họ đi. Khương Mỹ Nghiên nghe xong, gương mặt tràn đầy hưng phấn, vui vẻ. Sát thủ đấy nhé. Lần này, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan chết chắc rồi. Dứt lời, Ngô Khoan Nghiệp lập tức gọi điện thoại, cậu ta mỉm cười đầy xấu xa, nói, alo, anh Hào, là tôi đây, Ngô Khoan Nghiệp. Tôi muốn nhờ anh đăng một nhiệm vụ lên trang web của anh, chương 357, nhận nhiệm vụ mới. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên, cười khẩy nói, thiếu gia Ngô, cậu định trả bao nhiêu tiền? 200.000 tệ. Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối tăm của một tòa nhà nào đó ở Tu Hà. Căn phòng nghi ngút khói, có hơn chục cái máy tính, còn có 7-8 người đàn ông liên tục gõ bàn phím hoặc nghe điện thoại. Lúc này, một người đàn ông trung niên râu quai nón ngồi trước màn hình máy tính, mở một trang web với phong cách u ám đẫm máu, bấm vào nút phát hành nhiệm vụ, sau đó nhập yêu cầu nhiệm vụ, cuối cùng là gõ số tiền 200.000 tệ. Làm xong mọi việc, khuôn mặt người đàn ông kia đầy vẻ vui mừng, nói, nhiệm vụ nhỏ 200.000 tệ, cũng kiếm lời được 10.000 tệ. Anh Hào, được đấy, lại nhận nhiệm vụ mới. Gã đàn ông bên cạnh lập tức nở nụ cười. Tạm được, buổi tối mời anh em ăn cơm. Người đàn ông được gọi là anh Hào mỉm cười đáp lại. Anh Hào giỏi quá. Anh Hào, em yêu anh. Vài người khác cũng tâng bốc theo. Anh Hào vừa pha xong cốc cà phê, liền nhìn thấy thông báo nhắc nhở, nhiệm vụ đã được tiếp nhận. Chẳng mấy chốc, 10.000 tệ tiền hoa hồng đã chuyển vào tài khoản. Khuôn mặt anh Hào ngập tràn vẻ kích động vui mừng, nửa đêm. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan và Nana đã ngủ say, mới một mình ngồi trong sân nhỏ, ngắm ánh sao đêm. Bỗng chốc, ánh mắt Tiêu Chính Văn chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó trong bóng đêm. Tiêu Chính Văn nhếch mép cười khẩy, thú vị đấy, tiếp theo là người do ai cử đến đây. Tiêu Chính Văn nói xong, đứng dậy đi về phía góc tường. Mà đúng lúc này, ở bên ngoài bức tường, một người mặc quần áo màu đen,
trong miệng ngậm một con dao găm sắc bén, cẩn thận liếc nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó vọt lên vượt qua tường nhảy vào trong sân. Âm thanh chạm đất rất nhẹ. Hắn nhếch mép giễu cợt, đứng dậy cười nhạt nói, còn tưởng rằng có nhiều phương thức bảo vệ lắm, nhưng hóa ra chả có phương thức nào cả. Nhiệm vụ 200.000 tệ này quá dễ dàng. Nếu không phải vì gần đây thiếu tiền thì tao cũng chẳng thèm đến đây đối phó với hai người bình thường. Gần như khoảnh khắc tiếp đất, hắn đoán rằng, trong sân nhỏ này không hề có bóng dáng tên cao thủ nào. Đặc biệt là tiếng hít thở đều đặn từ căn phòng hướng tây nam kia, nghe như hơi thở của những người bình thường, rất nhẹ nhàng. Trong lúc hắn đang thầm vui mừng, cho rằng bản thân có thể nhanh chóng thực hiện xong nhiệm vụ. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối, cửa chính không vào, mà lại muốn làm đầu trộm đuôi cướp, có phải là không hợp quy tắc lắm không? Nghe thấy những lời nói này, gã đàn ông mặc áo quần màu đen đột nhiên dựng tóc gáy. Hắn mơ hồ đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm ra nơi phát ra âm thanh. Đồng thời, cả người hắn căng thẳng, cầm chắc con dao găm sắc bén trong tay, cơ thể cũng hạ thấp xuống. Điều này là không thể. Hơi thở quá đáng sợ. Bản thân hắn vừa đột nhập vào sân nhỏ đã có sự tồn tại của một người khác. Ngay lúc người này đang cực kỳ căng thẳng, Tiêu Chính Văn chậm rãi bước ra từ bên cạnh với vẻ mặt bình tĩnh, hai tay đút túi quần, khóe mắt thoáng qua một nụ cười nhạt. Lúc nhìn thấy Tiêu Chính Văn, tên đó cầm lấy dao găm, xông thẳng tới, dao găm suýt nữa đâm thẳng vào tim của Tiêu Chính Văn. Buộc phải giết. Đây chính nguyên tắc sát thủ chuyên nghiệp của Co Phần. Bởi vì, hắn hiểu rõ, người đàn ông trước mặt có thể chỉ là người hoàn toàn bình thường, vô tình bắt gặp mình. Hoặc có thể là một cao thủ có bản lĩnh còn mạnh hơn mình, có khả năng che giấu hơi thở của bản thân. Dù thuộc khả năng nào thì Co Phần cũng buộc phải nhanh chóng ra tay thăm dò. Nếu là khả năng thứ nhất thì sẽ giết luôn, sau đó vượt tường trốn thoát. Còn nếu thuộc khả năng thứ hai thì tập kích một phát rồi rút lui, sau đó vượt tường trốn thoát. Mắt thấy dao găm sắp đâm tới, Tiêu Chính Văn nhếch mép, đứng yên không nhúc nhích, mà giơ tay, tóm lấy cổ tay của Co Phần kia. Rắc một tiếng, cổ tay hắn đã bị gãy. Co Phần đau đớn hự một tiếng, bỗng chốc hắn vùng vẫy muốn chạy trốn. Bởi vì hắn biết, người trước mặt chính là cao thủ, bản lĩnh còn mạnh hơn cả hắn. Với thủ đoạn và sát khí tỏa ra từ trên người, so với sếp lớn của tổ chức Co Phần thì căn bản không cùng một đẳng cấp. Chỉ cần ở trước mặt người này thì Co Phần một chiêu cũng không thắng nổi. Vì thế, lập tức trong lòng hắn chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng mà, Tiêu Chính Văn vẫn nắm chặt không buông cổ tay hắn, anh nhếch mép cười khẩy. Chương 358, kẻ xâm phạm Hoa Quốc thì xa mấy cũng diệt ngay sau đó, Tiêu Chính Văn ngẩng đầu, một cước đá bay Co Phần ra ngoài. Dầm một tiếng, Co Phần vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Đã cảm thấy lồng ngực và bụng mình bị va chạm cực mạnh, cả người bay ra ngoài, nặng nề đập vào bức tường phía sau. Một tiếng rầm lớn vang lên. Cả bức tường trong sân phút chốc sụp đổ, toàn bộ gạch vỡ đè lên Co Phần. Phụt, Co Phần nôn ra máu tươi, bị gạch đè lên, sắc mặt đau đớn, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn từng bước tiến về phía mình. Mày là ai? Tại sao lại có bản lĩnh mạnh mẽ như thế? Co Phần chật vật nói một câu, hắn cảm nhận được cơ quan nội tạng trong cơ thể sắp bị vỡ vụn đến nơi. Hắn biết rằng, cú đá ban nãy của đối phương đã khiến toàn bộ cơ quan nội tạng trong cơ thể nát bét rồi. Hơn nữa, rõ ràng đối phương đã nương tay, nếu không thì cú đá kia đủ để lấy mạng của hắn. Tiêu Chính Văn đứng trước mặt Co Phần, ánh trăng chiếu vào người anh tạo ra một cái bóng kéo dài. Khoảnh khắc đó, trong mắt Co Phần, Tiêu Chính Văn tựa như một vị thần tu la hạ phàm, hơi thở toát ra vô cùng khủng bố. Đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng kia, phản chiếu ánh trăng bạc, khiến cả người hắn run lẩy bẩy, linh hồn hắn như muốn quỳ xuống bái lạy. Nói đi, ai phái mày đến đây, mày chỉ có một cơ hội duy nhất. Tiêu Chính Văn từ trên cao nhìn xuống Co Phần đang nằm bò dưới đất, lạnh lùng hỏi. Co Phần lo lắng nhíu mày hỏi, nói ra thì tôi có thể sống không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, mày còn có tư cách ra điều kiện với tao sao? Câu nói này khiến sắc mặt Co Phần vừa do dự vừa phức tạp. Tôi tiếp nhận nhiệm vụ trên mạng nên mới tới đây, Co Phần nói. Nhiệm vụ gì? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Co Phần trả lời, chính là nhiệm vụ của mạng lưới ám sát,
200.000 tệ mua hai cánh tay của nam nữ chủ nhà trong ngôi nhà này. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn nhướng mày, hỏi, mạng lưới ám sát, ha ha, lâu lắm rồi không nghe thấy cái tên này, không ngờ nó vẫn còn tồn tại. Có phần nghe đến đây, toàn thân run lên bần bật. Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng hỏi, anh biết mạng lưới ám sát sao? 3 năm trước, mạng lưới ám sát chính là tổ chức ám sát xếp thứ 3 thế giới. Tổ chức này bao gồm 1.300 vị cao thủ đến từ khắp nơi trên thế giới, còn có đủ loại tổ chức sát thủ với đủ loại phương thức phục vụ nó, đều là những sự tồn tại có bản lĩnh cực kỳ lớn mạnh. Mà ông trùm đứng sau mạng lưới ám sát Rick xếp hạng thứ 20 trong bảng xếp hạng chiến thần ở phương Tây, cũng chính là chiến thần cấp 3 sao. Với thực lực này, ở bên phương Tây, chính là cường giả vô song. Nhưng, 3 năm trước, bởi mạng lưới ám sát nhận một nhiệm vụ lớn đối phó với Hoa Quốc, kết quả là gặp thảm họa đẫm máu. Cả tổ chức mạng lưới ám sát này bị một vị cấp chủ soái của Hoa Quốc quét sạch. Đối phương dẫn theo 8 chiến thần, đến thẳng thành phố Sanh Tần ở phương Tây, tìm đến trụ sở của mạng lưới ám sát, nhổ tận gốc. Cuối cùng 1.300 tên sát thủ và vài chục tổ chức sát thủ bị giết chết, chỉ còn lại hơn 100 tên. Riggs là ông trùm mạnh nhất của mạng lưới ám sát, cũng là một chiến thần cấp 3 sao, nhưng ở trước mặt chủ soái của Hoa Quốc, hắn không chống đỡ nổi một đòn đã bị giết ngay tức khắc. Sau sự việc đó, đã lưu truyền một câu nói, kẻ xâm phạm Hoa Quốc thì xa mấy cũng diệt. Sự việc này đã gây ra một làn sóng lớn ở phương Tây vào thời điểm đó. Đồng thời, cũng chấn động cả tổ chức ám sát ngầm. Mạng lưới ám sát đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các tổ chức ám sát ngầm lâu năm, mà đại bản doanh lại bị hủy diệt chỉ trong một đêm và tắm trong biển máu. Dù đến tận bây giờ, chỉ cần nhắc lại sự việc đó, tất cả mọi người đều không ngừng tôn thờ và kính sợ vị cường giả đến từ Hoa Quốc đó. Lúc này, Tiêu Chính Văn bình thản nhìn qua phần nói, kẻ xâm phạm Hoa Quốc thì xa mấy cũng diệt, câu nói này, các người vẫn chưa nhớ kỹ à? Chương 359, Long Vương Phương Đông. Câu nói của Tiêu Chính Văn tựa như sấm nổ bên tai Co Phần, khiến hắn run lẩy bẩy. Một sự sợ hãi cứ thế dấy lên từ sâu trong lòng. Anh là vị chiến thần năm đó, Co Phần lên tiếng hỏi, hai mắt mở to, vô cùng kinh ngạc. Đây đã là suy đoán lớn nhất của hắn rồi. Người có thực lực như vậy, còn biết cả câu nói này, ngoài các tổ chức và hơn 1.000 sát thủ của mạng lưới ám sát phải tắm trong biển máu năm xưa. Mười mấy lãnh đạo cấp cao của mạng lưới ám sát và các tổ chức sát thủ lớn của phương Tây ra thì chỉ còn lại 8 vị chiến thần đến từ Hoa Quốc và cả vị chủ soái uy nghiêm kia nữa. Anh ta là một trong số 8 vị đó sao? Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Co Phần, hắn cảm tưởng như mình sắp phát điên tới nơi. Trời đất ơi! Rốt cuộc mình đã làm cái gì thế này? Vậy mà mình lại nhận nhiệm vụ đối đầu với một vị chiến thần năm đó. Đây không phải tự tìm đường chết hay sao? Nếu như vị chiến thần này nổi giận, vậy thì tổ chức sát thủ đứng sau lưng mình, bao gồm cả toàn bộ phe phái của mạng lưới ám sát chẳng phải sẽ tắm trong biển máu thêm lần nữa hay sao? Co Phần đã quá sợ hãi, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tại sao chứ? Tại sao mình lại thèm khát khoản tiền 200.000 tệ này như thế? Rõ ràng mình vừa mới đến Hoa Quốc chưa bao lâu, tại sao lại chọc phải một vị chiến thần rồi cơ chứ? Nhưng mà, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu thờ ơ, trong đáy mắt sắc bén chợt lóe lên sự lạnh lùng quỷ dị, nói, mày đang nói đến 8 thuộc hạ của tao sao? Câu nói này của Tiêu Chính Văn quá mức kinh động, hoàn toàn bùng nổ bên tai Co Phần. 8 thuộc hạ, anh ta không phải một trong 8 vị chiến thần mà lại chính là vị chủ soái uy nghiêm kia. Long Vương của Hoa Quốc. Những người tận mắt chứng kiến cảnh tượng năm đó đã đặt cho vị chủ soái này một biệt hiệu là Quan Dĩ Long Vương. Đối với phương Tây mà nói, biệt hiệu này vô cùng uy lực và cao quý. Có lẽ chỉ có 12 điện chủ oai nghiêm của Thánh điện phương Tây mới có thể so bì nổi. Co Phần sững sờ, tim cứ đập liên hồi. Hắn không thể ngờ được rằng người đang đứng trước mặt mình đây lại là vị chủ soái, là Long Vương của phương Đông năm xưa từng khiến cho mạng lưới ám sát phải tắm trong biển máu. Phịch. Gần như ngay lập tức, Co Phần dồn tất cả sức lực đứng lên từ đống đổ nát, sau đó nặng nề quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, cả người run lên lẩy bẩy, nói Co Phần tham kiến Long Vương Phương Đông, Long Vương Phương Đông. Tiêu Chính Văn cau mày, đây là biệt hiệu gì vậy?
Co Phần vội vàng nói, thưa Long Vương Phương Đông, tôi là Co Phần của tổ chức sát thủ tử thần thuộc mạng lưới ám sát. Long Vương Phương Đông là biệt hiệu tôn quý và oai nghiêm nhất mà giới sát thủ phương Tây và thế lực hắc ám đặt cho anh sau khi anh lãnh đạo 8 chiến thần tàn sát mạng lưới ám sát. Đây cũng coi như ngang hàng với 12 điện chủ của Thánh điện phương Tây. Long Vương Phương Đông, mong anh tha thứ cho việc tôi không biết và bỏ qua cho tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, u mê 200.000 tệ mới nhận nhiệm vụ lần này. Nói xong, Co Phần không ngừng dập đầu, đến mức trên trán be bét máu. Tiêu Chính Văn nhướng mày, coi như đã hiểu, cười nhạt nói, Long Vương Phương Đông, cũng thú vị đấy. Ban nãy tao đã nói rồi, cơ hội chỉ có một lần, ai phái mày tới đây? Nghe vậy, Co Phần liền vội vàng trả lời, thưa Long Vương Phương Đông, tôi chỉ nhận được nhiệm vụ từ mạng lưới ám sát, anh cũng biết rằng đối với những kẻ làm công việc ám sát giống như tôi thì không được phép biết thông tin của chủ thuê, quả thật. Trong giới sát thủ, nhiệm vụ nhận được đều dưới dạng nặc danh, không có cách nào biết được thông tin của người chủ bỏ tiền thuê mình. Trừ phi chủ thuê đồng ý công khai tên của mình, bằng không dù có là tập đoàn sát thủ lớn như mạng lưới ám sát thì cũng không thể nào biết được thông tin của người đó. Bởi vì, nhiệm vụ đăng lên mạng đều phải thông qua thế lực hắc ám lớn nhất của phương Tây, được hội đồng mã hóa rồi mới công bố. Tiêu Chính Văn cau mày, đương nhiên anh biết về quy tắc của thế giới ngầm phương Tây. Nhìn Co Phần đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trở về nói với nhân viên quản lý của tổ chức tử thần sau lưng mày rằng tao chỉ cho bọn họ thời hạn 3 ngày để tự giải tán. Mỗi một thành viên của tổ chức sát thủ tử thần đều phải tự chặt một cánh tay rồi công bố lên mạng lưới ám sát. Ngoài ra còn phải ghi thêm một câu, Hoa Quốc, không thể xâm phạm rõ chưa? Co Phần ngơ ngác, nhưng rất nhanh liền dập đầu nói, vâng, cảm ơn Long Vương Phương Đông tha cho tôi tội chết. Cút đi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng. Co Phần lập tức đứng dậy, lùi từng bước ra khỏi sân, đến khi lùi được 100 mét và không còn cảm nhận được sát khí đáng sợ trên người Tiêu Chính Văn nữa thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay lưng bỏ chạy một mạch, ngồi máy bay chuyên dụng rời khỏi Tu Hà, rời khỏi Hoa Quốc ngay trong đêm đó. Mà bên này, Tiêu Chính Văn nhìn bức tường đã đổ sụp, bất lực lắc đầu thở dài, nói, xem ra ngày mai lại có việc để làm rồi đây. Trở về phòng ngủ. Phát hiện ra Khương Vi Nhan và Nana không hề thức giấc vì động tĩnh bên ngoài, Tiêu Chính Văn thở phào một hơi, nhẹ nhàng lấy chất thơm đang đốt trên đầu giường ra khỏi phòng rồi vứt vào thùng rác. Đây là mê điệp hương, có thể khiến con người tạm thời hôn mê, không có hại nhiều đối với cơ thể, chỉ là ngày hôm sau khi tỉnh dậy sẽ hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. Dù sao, sau khi Tiêu Chính Văn đi theo ba vị thần y học y thì cũng được coi là thần y trong quân đội. Mặc dù rất ít lần thể hiện y thuật, nhưng anh đã quá thông thạo những thứ này. Đến tối, Ngô Khoan Nghiệp và Khương Mỹ Nghiên vẫn đang đợi tin trong phòng bao của quán bar. Đột nhiên, Ngô Khoan Nghiệp nhận được điện thoại của anh Hào, đầu dây bên kia, rõ ràng anh Hào đang rất kích động gào ầm lên, thiếu gia Ngô, người anh bảo tôi xử lý rốt cuộc là ai vậy? Sát thủ nhận nhiệm vụ đã hoàn lại 200.000 tệ rồi. Còn nói sau này sẽ không nhận nhiệm vụ này nữa. Thậm chí ngay cả tổ chức sát thủ của hắn cũng không có ai dám nhận nhiệm vụ này. Nghe vậy, Ngô Khoan Nghiệp khẽ nhướng mày, lạnh lùng nói, anh Hào, anh không đùa đấy chứ. Đối phương chê tiền ít hay sao? Tôi có thể tăng thêm 200.000 tệ nữa. Thiếu gia Ngô, đây không phải vấn đề tiền nong, là do không có ai dám nhận nhiệm vụ này của anh. Đối phương trả lời tôi rằng dù có là 2 tỷ tệ thì cũng không ai dám nhận. Người mà anh muốn xử lý thật sự chỉ là một người bình thường thôi sao? Đầu dây bên kia, rõ ràng anh Hào cũng rất sốt ruột. Ngô Khoan Nghiệp thẳng thắn trả lời, đúng vậy, chỉ là 2 người bình thường, đợi đã, người đàn ông hình như là binh lính xuất ngũ. Anh Hào, tổ chức sát thủ gì đó của anh thật sự đáng tin cậy sao? Nhiệm vụ đơn giản như thế mà cũng không dám nhận. Anh Hào cũng không biết phải nói gì. Một kẻ xuất ngũ, một người phụ nữ. Loại nhiệm vụ này so với nhiệm vụ của cả mạng lưới ám sát mà nói thì đúng là quá đơn giản. Thế này đi, tôi đăng tin lại lần nữa, tăng tiền thưởng lên thử xem sao, anh Hào nói. Cúp điện thoại, Ngô Khoan Nghiệp sa sầm mặt mày, nhìn sang Khương Mỹ Nghiên lúc này cũng đang đưa mắt nhìn mình, hoài nghi hỏi Tiêu Chính Văn thật sự từng làm lính à? Khương Mỹ Nghiên ngơ ngác, nói, đúng thế, sao vậy? Ngô Khoan Nghiệp lắc đầu, khuôn mặt đanh lại.
nói, không có gì, đợi thêm chút nữa đi. Khoảng chừng 10 phút sau, chuông điện thoại của Ngô Khoan Nghiệp lại vang lên, vừa mới nhận điện thoại, anh Hào ở đầu dây bên kia đã lo lắng gào mồm lên, Ngô Khoan Nghiệp. Có phải anh đang lừa tôi không? Anh có biết bây giờ cả mạng lưới ám sát đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ngô Khoan Nghiệp sững sờ, giọng điệu của anh Hào có vẻ rất nôn nóng. Sao vậy anh Hào? Ngô Khoan Nghiệp hỏi. Mẹ nó, nhiệm vụ này của anh bị coi là nhiệm vụ nghiêm cấm báo động đỏ cấp cao nhất. Cả mạng lưới ám sát không có bất kỳ ai dám nhận. Hơn nữa, bây giờ có người còn đang nghe ngóng thông tin của chủ thuê. Anh Hào sốt ruột hét lên, Ngô Khoan Nghiệp, tôi hỏi anh lần cuối, người mà anh muốn xử lý kia, ngoài việc là một binh lính đã xuất ngũ thì thật sự không có thân phận nào khác sao? Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến mạng lưới ám sát phát ra nhiệm vụ nghiêm cấm báo động đỏ cấp cao nhất. Thậm chí bây giờ ngay đến cả những kẻ liên lạc như chúng tôi cũng bắt đầu bị cấp trên điều tra rồi. Chương 360, có vấn đề. Nghe thấy tiếng gào giống lên của anh Hào, Ngô Khoan Nghiệp cũng chết lặng, run rẩy giải thích, anh Hào, tôi thật sự không lừa anh ta chỉ là một tên lính xuất ngũ thôi, thật sự không có bất kỳ thân phận nào khác. Nếu như anh muốn tôi nói thân phận khác của anh ta thì có lẽ là tàn dư còn sót lại của nhà họ Tiêu bị diệt vong ở Tu Hà 5 năm trước thôi. Anh Hào ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy, im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng nói, tôi biết rồi, Ngô Khoan Nghiệp, bắt đầu từ bây giờ, anh đừng liên lạc với tôi nữa. Biết vậy đi. Cạch. Nói xong đầu dây bên kia liền cúp điện thoại, Ngô Khoan Nghiệp ngẩn người ra, trên trán không ngừng túa mồ hôi lạnh. Sao lại như vậy chứ? Khương Mỹ Nghiên đứng bên cạnh cũng lo lắng hỏi, chồng à, mọi chuyện thế nào rồi? Trong mắt Ngô Khoan Nghiệp lóe lên một tia sợ hãi, sau đó nói, xảy ra chút sai sót, nhiệm vụ thất bại rồi. Vừa nghe thấy câu này, Khương Mỹ Nghiên đấm mạnh vào cánh tay của Ngô Khoan Nghiệp, hét lớn, em biết ngay mà, mấy người anh tìm chẳng đáng tin tẹo nào cả, cái gì mà sát thủ hàng đầu chứ, em nghĩ bọn chúng đều là một lũ lừa đảo thôi. Ngô Khoan Nghiệp cau mày. Nghĩ về những lời mà vừa nãy anh Hào nói, lẽ nào, anh Hào này thật sự lừa mình sao? Một sát thủ hàng đầu lại không đối phó được với tên Tiêu Chính Văn nhỏ bé ấy sao, thế còn gọi là sát thủ hàng đầu cái đếch gì? Nghĩ đến đây, Ngô Khoan Nghiệp tức giận đập vỡ ly rượu, hét lớn, mẹ kiếp. Lại bị người ta chơi một vố rồi. Anh đã nói rồi mà, tên Tiêu Chính Văn đó chỉ là một tên vô dụng ăn bám thôi. Nhiệm vụ như vậy cũng không dám nhận mà cũng tự xưng là sát thủ cái đéo gì. Càng nghĩ càng tức, Ngô Khoan Nghiệp xa sầm mặt mày. Khương Mỹ Nghiên hờn dỗi ngồi một bên, nhìn thấy vẻ mặt đầy tức giận của Ngô Khoan Nghiệp, cô ta liền an ủi, chồng à, thôi bỏ đi, chúng ta không quan tâm đến tên rác rưởi Tiêu Chính Văn nữa, ngày kết hôn của chúng ta sắp tới rồi, đến lúc đó, nửa cái Tu Hà này đều sẽ đến tham gia hôn lễ của chúng ta. Việc đó đủ để dẫm nát Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan dưới chân rồi, đợi đến hôm đó, chúng ta sẽ khiến cho bọn chúng bẽ mặt trước mặt mọi người, như vậy có được không? Nghe thấy vậy, khóe mắt Ngô Khoan Nghiệp hiện lên ý cười, sau đó ôm lấy Khương Mỹ Nghiên, cười nói, đúng đúng, em nói đúng lắm, khiến bọn họ mất mặt trước toàn thể doanh nhân giàu có ở Tu Hà, đó mới là cách trả thù đã nhất. Sau đó, Ngô Khoan Nghiệp đè Khương Mỹ Nghiên xuống, vừa hôn vừa sờ soạng một cách táo bạo. Ui chao, anh đè vào tóc em rồi. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn đã dậy từ sáng sớm, bắt đầu sơn sửa lại bức tường. Buổi sáng Khương Vi Nhan thức dậy, cô cảm thấy có chút mệt mỏi, nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang sửa lại bức tường liền hỏi, sao bức tường lại bị đổ vậy? Tiêu Chính Văn lau mồ hôi trên trán, cười nói, có lẽ do thời gian lâu rồi chăng, anh sửa lại một chút là được ấy mà. Khương Vi Nhan gật đầu, cô cũng không hỏi thêm gì, cúi người đi giày cao gót, cầm túi, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy vậy, Tiêu Chính Văn đứng dậy hỏi, hôm nay là cuối tuần mà em vẫn phải ra ngoài à? Khương Vi Nhan trông có vẻ hơi mệt mỏi, gật đầu trả lời, vâng, trung tâm thương mại đã bắt đầu xây dựng rồi, em phải qua đó xem. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói, để anh đi cùng em, nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt lắm. Khương Vi Nhan lắc đầu. Nói, không sao, có thể do em chưa ngủ đủ giấc thôi. Sau đó, Khương Vi Nhan đợi Tiêu Chính Văn ở cửa, hai người cùng đi xe mô tô đến trung tâm thương mại. Về phần Nana, anh tạm thời để cô bé ở nhà, nhờ người giúp việc nhà họ Khương chăm sóc. Đến nơi, Tiêu Chính Văn đỗ xe xong,
cùng với Khương Vi Nhan đi vào trung tâm thương mại. Các công nhân và các giám sát viên đều đang có mặt ở đó. Lúc này, vài nhân viên phụ trách nhìn thấy Khương Vi Nhan đi vào lập tức chạy tới, cười nói với cô, giám đốc Khương, sao cô lại đột nhiên tới đây thế? Khương Vi Nhan cười nói, tôi đến xem tình hình. Vài nhân viên phụ trách liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sự giao tiếp bằng ánh mắt này Khương Vi Nhan nhìn không hiểu, nhưng Tiêu Chính Văn đứng bên cạnh hoàn toàn có thể hiểu được dụng ý của bọn họ, anh cau mày, sau đó để mắt tới những nhân viên phụ trách này nhiều hơn. Vị này là một trong những nhân viên phụ trách nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi. Khương Vi Nhan cười giải thích, đây là chồng tôi, Tiêu Chính Văn. Nghe thấy vậy, vài nhân viên phụ trách chợt nhận ra rồi mỉm cười, à, thì ra là tên chồng vô dụng của giám đốc Khương. À không không không, thì ra là chồng của giám đốc Khương. Câu nói này đột nhiên khiến bầu không khí trở nên rất gượng gạo. Tiêu Chính Văn thì không quan tâm, anh nhìn ra được câu nói này là do đối phương cố ý nói ra, muốn nhân cơ hội khiến mình bẽ mặt. Sắc mặt Khương Vi Nhan có chút ngại ngùng, sau đó liền chuyển chủ đề, tiến độ dự án này thế nào rồi. Một người đàn ông trung niên dáng người phúc hậu, mặc bộ vest màu xanh nước biển, cầm cặp sách đi vào cười nói. Giám đốc Khương, tiến độ vẫn ổn, nhưng có một vấn đề nhỏ, tổng giám đốc Từ, vấn đề nhỏ gì thế? Khương Vi Nhan quan tâm hỏi. Việc này liên quan đến sự hợp tác với tập đoàn Lợi Dân, không thể qua loa được. Những đơn vị thi công này cũng do nhà họ Khương ký hợp đồng, một số đơn vị do chính Khương Văn Kỳ đứng ra hợp tác. Vốn dĩ ban đầu Khương Vi Nhan muốn đích thân chọn đơn vị thi công. Nhưng Khương Văn Kỳ đã trực tiếp dùng quyền lực của Phó Chủ tịch để giao hợp đồng cho những đơn vị thi công này, nói rằng đây là đối tác cũ đã hợp tác nhiều năm, rất đáng tin cậy. Từ Hải Đạt cười nói, Giám đốc Khương, vật liệu gần như đã dùng hết, chúng ta cần phải bổ sung, hơn nữa, một số vật liệu có vẻ không đạt tiêu chuẩn, chúng ta cần phải tự mua. Nghe thấy câu này, Khương Vi Nhan cau mày, nói, vật liệu dùng hết nhanh như vậy sao? Nói xong. Cô còn tiến lên mấy bước, nhìn vào bên trong nhà kho chứa vật liệu. Quả thực, lô vật liệu vừa nhập về cách đây vài ngày đã sắp dùng hết rồi. Khương Vi Nhan cảm thấy khó hiểu, sao có thể dùng nhanh như vậy được. Từ Hải Đạt cũng vội vàng giải thích, Giám đốc Khương, việc sử dụng vật liệu nhanh là chuyện bình thường mà, bởi vì tỷ lệ phế liệu của chúng ta là 20%. Tỷ lệ phế liệu cao như vậy sao? Khương Vi Nhan nghe vậy liền sửng sốt. Vội vàng hỏi, trước đây cũng như vậy à? Vài nhân viên phụ trách và Từ Hải Đạt vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy Giám đốc Khương, ngành nào cũng đều như vậy cả, trước đây chúng tôi hợp tác với Phó Chủ tịch Khương, tỷ lệ phế liệu đều là 25%, nếu như đây không phải là hợp tác với Tập đoàn Hàn Lợi Dân, chúng tôi mới nhấn mạnh với người lao động rằng lần này phải hết sức thận trọng và cẩn thận. Giám đốc Khương, mặc dù cô không hiểu về quy trình và kiến thức xây dựng, nhưng cô phải hiểu rằng vật liệu đương nhiên sẽ có tỷ lệ phế liệu. Tỷ lệ phế liệu của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường Tu Hà rồi đấy. Từ Hải Đạt càng giải thích thì Tiêu Chính Văn càng thấy nghi ngờ. Tỷ lệ phế liệu là 20%. Lừa thần giả quỷ à. Đến Tiêu Chính Văn là người ngoài ngành cũng có thể nghe cha, bên trong nhất định có ẩn khúc. Khương Vi Nhan cũng không ngốc, mặc dù cô không hiểu lắm, nhưng những thứ này cô vẫn biết một ít. Nghĩ một lúc, cô lấy điện thoại ra, nói, vậy để tôi gọi điện cho bác cả hỏi xem. Từ Hải Đạt nghe thấy vậy lập tức mở to mắt cười, được, thái độ làm việc thận trọng của Giám đốc Khương, chúng tôi rất thích. Vài người nhìn nhau mỉm cười, vẻ đắc ý ẩn hiện trong mắt bọn họ. Khương Vi Nhan gọi điện cho Khương Văn Kỳ, hỏi, bác cả, người phụ trách các đơn vị xây dựng mà bác tìm tới nói với cháu rằng, tỷ lệ phế liệu của vật liệu là 20%, chuyện này bác có biết không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.